Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 676, Chiến. Tả hộ pháp đứng bên Lục Tôn chủ nói, nếu tất cả cùng ra tay ngay lập tức, Thương Kiếm Tông tuyệt đối không có đường sống. Nhưng nếu kéo dài, để đám người kia có ý tưởng khác thì... Lục Tôn chủ nhìn về luồng uy áp càng lúc càng trầm trọng nơi chân trời, chứng tỏ chân thân của chủ thượng đã sắp đến, bỗng vung tay lên, ra tay. Lời này vừa dứt, hàng loạt cường giả liên minh hộ giới vọt xuống Thương Kiếm Tông, những thế lực khác cũng rối rít nối gót sau một thoáng do dự. Trận thế mấy trăm vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính thế này phải khủng bố biết bao nhiêu. Nhưng Kiếm Huyền bỗng phá ra cười, đến đây, đến đánh một trận thật sảng khoái nào. Y cầm kiếm phóng vút lên, một tên cường giả lập tức bay đầu. Hai đại hộ pháp bên Lục Tôn chủ cũng nhanh chóng vây quanh y. Chư vị sư huynh muội, kiếp sau ta lại gặp nhau. Trần Bắc Hàn thì thầm, tay phải siết kiếm, quả quyết xông lên. Cố Tiểu Nhàn đứng gần Diệp Huyên cũng nỉ non, kiếp sau gặp lại. Sau đó, cơ thể nàng khẽ run, hàng loạt tia kiếm quang phá ra mà ra, chỉ chớp mắt đã lấp đầy chân trời. Lấy thân làm kiếm trận. Uy lực quả thật khủng khiếp vô cùng, nhưng tiếc rằng cường giả có mặt lại quá nhiều, kiếm trận vừa xuất hiện đã bị mười mấy người hợp sức đánh nát. Nhóm chiến thiết bên kia cũng nhảy lên nghênh chiến những cường giả từ trên trời lao xuống. Nhưng trước thực lực như một trời một vực giữa hai bên, Thương Kiếm Tông nhanh chóng bị nghiền ép. Quỳnh! Một tiếng nổ đinh tai vọng khắp chân trời. Diệp Huyên ngẩng lên, lập tức sửng sốt khi thấy một bóng người đang rơi xuống. Trên không trung, chiến thiết quay lại nhìn hắn, tuét miệng cười, Diệp vô sỉ, sau hôm nay mà còn sống thì nhớ đến chú khí phong một chuyến, ở đó có đồ để lại cho ngươi. Dứt lời, ông phá ra cười điên cuồng với những bóng người đang lao xuống, đến đây. Thân hình ông bỗng nhiên phình to lên, sau đó... Bùm! Khi chiến thiết nổ tung, một tia kiếm quang hồn hậu cuồn cuộn ập về chân trời, lập tức xé nát hai đối thủ, mười mấy người khác cũng bị đẩy lùi. Diệp Huyên bị đẩy lùi lại trăm trượng, đang muốn ra tay thì nghe thấy một tràng cười thật lớn. Ngay sau đó, một vụ nổ ầm ầm bùng lên, kiếm quang chấn động chân trời. Liên Bút Huyền người đang ở trung tâm ánh kiếm ngoái nhìn Thương Kiếm Tông đầy lưu luyến và tiếc nuối trước khi chậm rãi tan biến giữa không trung. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó mà vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa, Cố Tiểu Nhàn và Việt Kỳ đang bị vây giữa hai ba chục cường giả, đã sắp chống đỡ không nổi. Bỗng nhiên, ánh mắt Việt Kỳ tìm thấy Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, nàng ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào giữa chân mày. Một luồng khí tức hùng mạnh lập tức ồ ạt tuôn ra từ người nàng ấy. Lại một người tự bảo. Chương 677, rốt cuộc bảo vật đó của ngươi là thứ gì? Tự bảo. Đám người Việt Kỳ hoàn toàn không thể chống lại khi đối mặt với nhiều cao thủ như vậy. Tự bảo còn có thể kéo theo vài kẻ chết thay. Vậy nên chiến thiết không có lựa chọn nào khác, Liên Bút Huyền và Việt Kỳ cũng vậy. Ngay khi Việt Kỳ sắp tự bảo, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ấy. Hắn đè vai Việt Kỳ lại. Ngay sau đó một luồng kiếm ý mạnh mẽ chấn áp lực lượng sắp bùng nổ ra khỏi cơ thể nàng ấy. Việt Kỳ nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, cớ sao phải làm vậy? Diệp Huyên lắc đầu rồi xoay người lại, trước mặt hắn có hơn 10 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyên bật cười. Hắn cứ cười, cười mãi, một lực lượng mạnh mẽ chợt trào ra từ trong cơ thể Diệp Huyên. Sau khi lực lượng này xuất hiện, tất cả các cao thủ đều nhìn qua. Một tòa tháp nhỏ hư ảo lặng lẽ hiện lên giữa lông mày Diệp Huyên. Tháp giới ngục. Sau khi tháp giới ngục xuất hiện, mọi thứ chung quanh biến đổi thất thường, luồng uy áp mạnh mẽ vốn xuất hiện trên không trung lập tức biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một luồng uy áp khác, một sự quyền năng của đất trời. Không đúng, cho dù là quyền năng của đất trời cũng không đáng sợ đến thế. Tất cả mọi người nhìn Diệp Huyên với vẻ kinh hãi, nói chính xác hơn là nhìn tòa tháp nhỏ hư ảo giữa lông mày Diệp Huyên. Đây là bảo vật gì? Dần dần vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi dữ tợn, sau đó hắn lớn tiếng gào thét thu. Dứt lời, hơn 20 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng,
khi họ xuất hiện lại thì đã ở trong tháp giới ngục. Hơn 20 người nhìn xung quanh một cách hoảng sợ. Họ muốn lao ra, nhưng lúc này một từ nhốt đỏ như máu bỗng xuất hiện phía trên đầu họ. Khi từ này xuất hiện, tất cả mọi người trong tháp giới ngục đều không thể nhúc nhích. Giờ phút này, trong lòng mọi người sợ hãi. Không lâu sau đó, từng tiếng hét thê thảm liên tục vang lên trong tầng thứ nhất của tháp giới ngục. Một lát sau, toàn bộ cao thủ trong tầng thứ nhất của tháp giới ngục đều biến mất không còn tung tích. Bên ngoài tháp giới ngục, đám người Lục Tôn chủ hoảng sợ nhìn Diệp Huyên, lúc này trong lòng họ đã cực kỳ chấn động. Hơn 20 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cứ thế biến mất ngay trước mặt họ. Tất cả mọi người đều biết đây là việc do Diệp Huyên làm. Vô số cao thủ lần lượt lùi lại để tránh xa Diệp Huyên, giờ phút này ánh mắt họ nhìn Diệp Huyên đã tràn đầy kiêng dè. Lục Tôn chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người đã làm bằng cách nào? Diệp Huyên không trả lời, lúc này hai tay hắn đang run nhẹ, đầu óc choáng váng. Giờ đây hắn đã cảm nhận được tháp giới ngục như có thứ gì đó được nới lỏng. Hắn biết rõ đây là phong ấn được nới lỏng. Mỗi lần sử dụng tháp giới ngục, phong ấn sẽ nới lỏng một lần. Và khi phong ấn bị lỏng, những thứ trong tháp giới ngục sẽ ra ngoài. Nhưng đã hết cách, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lục Tôn chủ trên không trung nhìn Diệp Huyên chằm chằm, rốt cuộc bảo vật đó của ngươi là thứ gì? Bảo vật. Khi nghe thấy hai từ này, ánh mắt của rất nhiều người có mặt ở đây lập tức trở nên nóng bỏng. Diệp Huyên nhếch mép cười, nhìn ánh mắt của các ngươi, chắc là các ngươi muốn có được bảo vật này nhỉ? Những người xung quanh nhìn Diệp Huyên, họ không nói lời nào, nhưng ánh mắt của họ đã đủ để nói lên tất cả. Nhưng lúc này bỗng có người lên tiếng, Diệp Huyên, người đã đưa họ đi đâu? Diệp Huyên quay mặt về phía người nói, hắn cười bảo, đoán xem. Người kia thay đổi sắc mặt, đang định đáp trả thì lúc này, Tả Hộ Pháp bên cạnh Lục Tôn chủ chợt nói, hắn đang cố tình kéo dài thời gian. Hắn vừa mới sử dụng bảo vật kia, chắc chắn đã tốn rất nhiều sức, hiện tại là lúc hắn yếu ớt nhất. Nghe thấy lời Tả Hộ Pháp, vẻ kiêng dè trong mắt mọi người khi nhìn Diệp Huyên dần trở nên rét lạnh. Lúc này Lục Tôn chủ bỗng lên tiếng, ra tay. Dứt lời, gã ta lập tức biến mất tại chỗ, rõ ràng là muốn đích thân ra tay. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn, hắn đang định ra tay thì một tia sáng trắng đột nhiên đánh úp lại từ phía chân trời, tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Diệp Huyên. Tia sáng trắng tản đi. Một cô gái váy trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ầm. Cả chân trời run rẩy kịch liệt, ngay sau đó một bóng người liên tục lùi lại. Người này chính là Lục Tôn chủ. Lại thua. Mọi người xung quanh đều nhìn An Lan Tú trên không trung với vẻ khó tin, đây lại là thiên tài đến từ đâu? Trên không trung, Lục Tôn chủ nhìn vào bàn tay của mình, lúc này bàn tay gã ta đã bị rách, máu liên tục tràn ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 678, chủ thượng. Sau một lát im lặng, Lục Tôn chủ ngẩng đầu lên nhìn An Lan Tú cách đó không xa, vẻ mặt gã ta có chút phức tạp, đúng là giang sơn đời nào cũng có người tài. An Lan Tú không để ý tới Lục Tôn chủ, nàng xoay người bước đến trước mặt Diệp Huyên. Nhìn Diệp Huyên mặt mày tái nhợt, nàng mỉm cười, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Diệp Huyên cười đáp, nàng đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. An Lan Tú cười khẽ, huynh cũng vậy mà. Chỉ là ta không ngờ bây giờ huynh đã là đối tượng mà người trong thiên hạ muốn giết. Diệp Huyên lắc đầu, nàng không nên nhúng tay vào. Việc này sẽ làm liên lụy đến nhà họ An các cô. An Lan Tú nhẹ giọng bảo, nói thế có vẻ xa lạ quá. Diệp Huyên cười khổ, được thôi, vậy ta sẽ không nói nữa. Lúc này, Lục Tôn chủ cách đó không xa bỗng lên tiếng, An cô nương, cô làm vậy, nhà họ An có biết không? An Lan Tú quay người sang nhìn Lục Tôn chủ, ta đã nói đây là chuyện cá nhân của ta, không liên quan tới nhà họ An. Lục Tôn chủ trầm giọng nói, nếu vậy thì đừng trách liên minh hộ giới ta không nể mặt nhà họ An. Dứt lời, gã ta vung tay phải lên, giết, không chừa người nào cả. Khi mệnh lệnh của Lục Tôn chủ vừa ra,
những cao thủ ngự pháp cảnh chân chính xung quanh lại xông về phía đám người Diệp Huyên cách đó không xa. Nhìn những cao thủ xông đến kia, An Lan Tú mặt không cảm xúc, nàng chậm rãi nắm chặt tay phải, bỗng nhiên toàn thân nàng như một làn khói thổi đi, sau đó từng tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Tất cả đều là tàn ảnh của An Lan Tú. Ở phía xa, từng tiếng hét thảm thiết chợt vang vọng chân trời. Mỗi tiếng hét đều tượng trưng cho một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục Tôn chủ cực kỳ u ám, thực lực của An Lan Tú này không hề thua kém Diệp Huyên. Sau nháy mắt im lặng, Lục Tôn chủ quay đầu nhìn sang bên cạnh, ba cao thủ mặc áo choàng vàng đứng cạnh gã ta lao thẳng về phía An Lan Tú. Ba cao thủ phá không cảnh. Khi ba cao thủ này ra tay, An Lan Tú lập tức bị áp chế. Một số cao thủ chung quanh thì xông tới Diệp Huyên, nhưng lúc này Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó vội vàng bảo, nguy hiểm, mau vào trong. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó gật đầu, ừm. Nói xong, cô bé lại chạy vào. Nhưng chẳng mấy chốc cô bé lại chạy ra. Bé nhìn Diệp Huyên, do dự một hồi rồi nói ta giúp người đánh một tên khốn nạn nhé. Nói xong, cô bé xoay người đấm một cú về phía xa từ xa. Ầm. Cú đấm này khiến một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính cách đó trăm trượng lập tức bị chấn ra ngoài mấy trăm trượng. Tiểu Linh Nhi thấy thế thì chớp mắt, cô bé nhìn quả đấm của mình, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, ta mạnh đến thế sao? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không, không, là do hắn quá yếu. Hắn quá yếu. Dứt lời, hắn xoay người chém một nhát. Ở phía xa, đầu của một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính văng ra ngoài. Diệp Huyên chỉ vào cái đầu kia, nhìn xem có phải không, hắn quá yếu. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, nửa tin nửa ngờ, nhưng lúc này Lục Tôn chủ cách đó không xa chợt lên tiếng, tâm bản nguyên. Nghe thấy lời của Lục Tôn chủ, các cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Mà lúc này Lục Tôn chủ đột nhiên xông về phía Tiểu Linh Nhi. Cô bé giật mình, sau đó quay lưng chạy vào trong tháp giới ngục. Diệp Huyên cười khổ, con bé này đang giúp ta hay đang hại ta đấy? Vì sự xuất hiện của Tiểu Linh Nhi, các cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều lao về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cái bóng này, các cao thủ bên phe Liên Minh Hộ Giới đều mừng rỡ, mà vẻ mặt của người bên Thương Kiếm Tông thì trở nên vô cùng nặng nề. Thời gian dần trôi qua, cái bóng mờ kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Sau khoảng 8 phút, nó đã hoàn toàn ngưng tụ thành người thật, tiếp đó một người đàn ông trung niên tóc trắng xuất hiện trên không trung ở phía chân trời. Chủ thượng. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng này, các cao thủ của Liên Minh Hộ Giới đều quỳ rạp xuống rồi đồng thanh nói, bái kiến chủ thượng. Chương 679, người có thể chết, kiếm có thể gãy. Chủ thượng. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc trắng này, trong mắt của vô số đệ tử Thương Kiếm Tông bên dưới lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng. Trước đó tuy Thương Kiếm Tông bị áp chế, nhưng họ vẫn có thể liều mạng. Thế nhưng bây giờ, khi người đàn ông tóc trắng này xuất hiện, mọi người đều biết rằng không còn hy vọng nào nữa. Một chút hy vọng cũng không còn. Giờ phút này trong lòng Diệp Huyên cũng có chút ngỡ ngàng. Người đàn ông tóc trắng đang đứng trên không trung, nhưng ông ta không hề có hơi thở, cứ như ông ta đã hòa thành một thể với trời đất, sâu không lường được. Người đàn ông tóc trắng trên không trung chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống dưới, trong mắt ông ta là vẻ hờ hững như thể đang nhìn một con kiến. Lúc này ông ta chợt lên tiếng, Thương Kiếm Tông, nếu vị kiếm chủ thương giới kia còn sống thì miễn cưỡng còn chút thú vị, đáng tiếc. Nói xong, ông ta khẽ lắc đầu, chẳng phải trước đó Thương Kiếm Tông ngươi có Trảm Tiên kiếm trận sao? Nào, ta cho các ngươi một cơ hội để khởi động kiếm trận đấy. Là tự tin, cũng là miệt thị. Trên vùng trời Thương Kiếm Tông, Trần Bắc Hàn nhìn lướt qua Thương Kiếm Tông ở phía dưới, giờ đây Thương Kiếm Tông đã là một đống hỗn độn. Một lát sau, Trần Bắc Hàn lên tiếng, chuyện sau này không thể biết. Cố gắng hết sức là đủ. Các đệ tử Thương Kiếm Tông hãy nghe lệnh, người có thể chết, kiếm có thể gãy, nhưng sống lưng của Thương Kiếm Tông ta không thể chùn. Nói xong, y giẫm nhẹ chân phải rồi bay thẳng lên trời.
Keng, một tiếng kiếm reo vọng khắp chân trời. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng trông rất bình tĩnh, sâu kiến. Dứt lời, tay phải ông ta nhẹ nhàng đè xuống, một chùm sáng màu vàng chiếu xuống từ trên trời. Khi tia kiếm quang trên không trung tiếp xúc với chùm sáng này, nó lập tức hóa thành hư vô. Sau khi kiếm quang biến mất, Trần Bắc Hàn cười ha ha, tới đi. Nói xong, bụng y đột nhiên phồng lên, ngay sau đó. Bùm! Một tiếng nổ lớn xuyên thấu qua chân trời, tiếp đó một lực lượng mạnh mẽ nổ mạnh ở phía chân trời. Không gian ở những nơi lực lượng này đi qua đều chấn động từng cơn như thể sắp bật nát, vô cùng đáng sợ. Chuyện ra đấu. Tự nổ. Trần Bắc Hàn là cao thủ đỉnh cao, uy lực của cú tự nổ này sẽ khủng khiếp cỡ nào. Nguồn lực lượng mạnh mẽ này cuộn trào về phía người đàn ông tóc trắng tưởng chừng như hủy thiên diệt địa. Nhưng vẻ mặt của người đàn ông tóc trắng vẫn bình tĩnh. Khi lực lượng kia tới trước mặt ông ta, tay phải ông ta đưa ra trước rồi đè nhẹ xuống. Cú đè này khiến bầu trời như thể sập xuống, một uy áp vô hình lập tức nghiền nát lực lượng kia. Chân trời yên lặng trở lại. Nhìn thấy cảnh này, vô số cao thủ ở chung quanh cực kỳ chấn động. Cảnh giới vô thượng, đây chắc chắn là cảnh giới vô thượng. Quá mạnh, hôm nay Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ bị diệt vong. Thương Kiếm Tông và Diệp Huyên quả nhiên không biết tự lượng sức mình. Ở bên khác, tất cả các đệ tử của Thương Kiếm Tông đều tỏ ra căm uất, ngoài căm uất còn có tuyệt vọng. Trần Bắc Hàn tự nổ nhưng cứ vậy đã bị ngăn cản dễ như trở bàn tay. Đối với tất cả mọi người, cao thủ cấp bậc này chính là thần. Diệp Huyên ở một bên im lặng. Hắn biết, khi đối mặt với cao thủ cấp bậc này, dù hắn có lấy tháp giới ngục ra cũng chẳng ăn thua gì. Vẫn câu nói đó, không phải tháp giới ngục không đủ mạnh mà là do bản thân hắn yếu. Đối mặt với cao thủ loại này, hắn thật sự bất lực. Nhưng lúc này Kiếm Huyền đột nhiên bước về phía người đàn ông tóc trắng. Mọi người nhìn Kiếm Huyền, ánh mắt của người đàn ông tóc trắng cũng nhìn vào Kiếm Huyền. Nhìn Kiếm Huyền, người đàn ông tóc trắng hờ hững nói, người cũng không tệ, tiếc là vẫn quá yếu. Kiếm Huyền lạnh nhạt bảo, vậy sao? Dứt lời, y bỗng nhiên kết thủ ấn, sau đó chỉ vào giữa lông mày của mình. Keng! Một tiếng kiếm reo vang vọng ở chân trời mà không hề báo trước, ngay sau đó một thanh kiếm hư ảo chợt xuất hiện giữa lông mày Kiếm Huyền ngay trong mắt mọi người. Phía dưới, Việt Kỳ bên cạnh Diệp Huyên có chút khó tin nói, người kiếm hợp nhất. Người kiếm hợp nhất. Diệp Huyên nhìn sang Việt Kỳ, người kiếm hợp nhất là gì? Việt Kỳ trầm giọng trả lời, một loại cảnh giới của kiếm đạo. Cảnh giới trên đại kiếm tiên. Không ngờ đại sư huynh lại tu luyện thành công. Không đúng. Cả chân trời run rẩy kịch liệt, ngón tay khổng lồ kia vỡ nát, ngay sau đó một thanh kiếm tới trước mặt người đàn ông tóc trắng. Ông ta duỗi tay phải ra trước, tung một chưởng chặn lại kiếm của Kiếm Huyền. Kiếm Huyền trước mặt người đàn ông tóc trắng đột nhiên hét lên, phá. Lời này vừa dứt, hai tay y cầm kiếm xoay tròn về phía trước, mà lúc này tay trái của người đàn ông tóc trắng chưởng về trước. Ầm. Chưởng xuất, kiếm nát, người văng. Kiếm Huyền văng ra xa mấy trăm trượng, y vẫn chưa dừng lại thì người đàn ông tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Sau đó kể một bàn tay vào bụng y. Chương 680, nghe nói sau lưng ngươi còn có một cao thủ. Trong nháy mắt, toàn thân Kiếm Huyền trở nên hư ảo. Người đàn ông tóc trắng nhìn Kiếm Huyền với vẻ bình tĩnh, có cảm nhận được sức mạnh từ một chưởng của ta không? Đây là điểm khác biệt giữa thần với sâu kiến, hiểu chưa? Nói xong, ông ta rút tay phải về, cơ thể Kiếm Huyền dần dần mờ đi. Khi y sắp biến mất hoàn toàn, y chợt lẩm bẩm, sư tôn. Đệ tử không đủ năng lực. Chẳng mấy chốc Kiếm Huyền đã biến mất hoàn toàn trên không trung. Kiếm Huyền chết trận. Bây giờ bên Thương Kiếm Tông cũng chỉ còn 6 cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, trong 6 vị kiếm tiên của Thương Sơn cũng chỉ còn lại Việt Kỳ, Cố Tiểu Nhàn và Thương Huyền. Trong số đó Thương Huyền đã bị thương nặng. Thương Kiếm Tông thua. Thua một cách không cần nghĩ nhiều cũng biết. Mọi người chung quanh nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, họ đều biết hôm nay vị yêu nghiệt trước mặt này sẽ chết yểu. Một hai năm nữa sẽ không còn người nào nhớ Diệp Huyên là ai.
Trên không trung, người đàn ông tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta quan sát Diệp Huyên một lúc rồi khẽ gật đầu, tuổi còn nhỏ đã trở thành kiếm tiên, còn đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, thiên phú của ngươi còn xuất sắc hơn Kiếm Huyền. Nói xong, ông ta nhìn xung quanh, nghe nói sau lưng ngươi còn có một cao thủ. Ngươi có thể gọi nàng ta ra, bản chủ muốn gặp thử xem. Lúc này, Lâm Tòng Vân bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên đứng ra, y nhìn người đàn ông tóc trắng, các hạ, hãy tin ta, ngươi sẽ không muốn gặp nàng ấy. Người đàn ông tóc trắng nhìn Lâm Tòng Vân với vẻ hờ hững, Linh Hư Tinh Cung. Lâm Tòng Vân gật đầu, phải. Người đàn ông tóc trắng bình tĩnh bảo, ta đã nghe nói qua. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười, xem ra những gì ngươi được nghe không nhiều lắm. Người đàn ông tóc trắng rời mắt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nhìn vào Diệp Huyên, thế nào, nàng ta vẫn không xuất hiện. Cô gái bí ẩn. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó hắn đột nhiên bay lên trời, cầm kiếm chém tới người đàn ông tóc trắng. Không ngờ thấy Diệp Huyên ra tay, các cao thủ của Liên Minh Hộ Giới lập tức tỏ ra chế giễu. Trên không trung, tay phải người đàn ông tóc trắng nhẹ nhàng đè xuống khiến Diệp Huyên vừa bay lên lập tức bị chân ép xuống đất. Bùm! Mặt đất dưới chân Diệp Huyên rung chuyển kịch liệt, sau đó nứt toác ra. Người đàn ông tóc trắng gập ngón tay rồi chỉ vào Diệp Huyên, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên bỗng rách ra, sau đó một tia sáng vàng bắn thẳng về phía Diệp Huyên. Mà lúc này Lâm Tòng Vân bên cạnh thình lình xuất hiện phía trên đầu Diệp Huyên, y tung mạnh một chưởng. Lâm Tòng Vân và Diệp Huyên đồng thời bị chấn lùi lại liên tục. Sau khi hai người dừng lại, một vệt máu lập tức tràn ra khỏi khóe miệng Diệp Huyên. Người đàn ông tóc trắng sắp ra tay lần nữa, lúc này An Lan Tú bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Người đàn ông tóc trắng nhìn nàng, trong mắt có chút kinh ngạc, không ngờ ngoài Diệp Huyên, cô cũng yêu nghiệt như thế. An Lan Tú không nói gì, nàng đột nhiên biến mất. Sau đó đã ở trước mặt người đàn ông tóc trắng. Nhưng chưa thấy người đàn ông tóc trắng ra tay, An Lan Tú đã chợt lùi lại 100 trượng. Khi người đàn ông tóc trắng đang định ra tay tiếp, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Ông lão hơi khom lưng với người đàn ông tóc trắng, kẻ hèn là An Tại Thiên, gia chủ nhà họ An. Nhà họ An ta không muốn làm địch với Liên Minh Hộ Giới, xin các hạ nương tay cho. Người đàn ông tóc trắng nhìn An Tại Thiên, muộn rồi. Dứt lời, ông ta đấm một phát về phía trước. Mặt ông lão biến sắc, hai tay ông ta chồng lên nhau rồi nhấn mạnh về trước, không gian trước mặt ông ta lập tức chấn động. Không gian xung quanh ông lão rách ra, ông ta thay đổi sắc mặt, vội vàng kéo An Lan Tú lùi nhanh lại. Người đàn ông tóc trắng không để ý tới ông lão và An Lan Tú. Ông ta nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, nếu nàng ta không xuất hiện thì ta không lãng phí thời gian nữa. Dứt lời, ông ta đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó một lực lượng mạnh mẽ ập về phía Diệp Huyên. Sức mạnh của lực lượng hoàn toàn không phải Diệp Huyên lúc này có thể chống cự. Nhưng Diệp Huyên cũng không ngồi chờ chết, vẻ mặt hắn dữ tợn. Hắn chuẩn bị cược liều mạng, nhưng lúc này một bóng người chợt xuất hiện trước mặt hắn. Bên ngoài, cơ thể Diệp Huyên run rẩy dữ dội, máu chảy ra từ mắt, mũi, miệng và tai hắn, trông cực kỳ đáng sợ. Từng luồng uy áp mạnh mẽ bỗng xuất hiện trong tháp giới ngục. Sức mạnh của những uy áp này còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chủ thượng Liên Minh Hộ Giới. Ha ha! Chương 681, ngươi cũng mặt dày thật. Tất cả các hơi thở trong tháp giới ngục đều biến mất, mọi thứ trở lại yên lặng. Yên lặng khác thường. Bên ngoài tháp giới ngục, toàn thân Diệp Huyên cũng từ từ bình tĩnh lại. Người đàn ông tóc trắng trên không trung nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, lúc này trong mắt ông ta có chút nghiêm túc, thứ giữa lông mày ngươi vừa rồi là gì? Nhưng Diệp Huyên không để ý tới ông ta, hắn ngước mặt về phía chân trời, nhẹ giọng hỏi, người đến rồi ư? Người đàn ông tóc trắng nhìn lên trên theo tầm mắt của Diệp Huyên, nơi đó không có gì cả. Nhưng lúc này mặt ông ta đột nhiên biến sắc, ông ta cúi đầu nhìn xuống dưới, cô gái váy trắng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên từ lúc nào chẳng hay. Mọi người đều sững sờ. Vì không ai phát hiện ra cô gái váy trắng đã xuất hiện như thế nào. Khi nhìn thấy cô gái váy trắng,
Lục tôn chủ cách đó không xa lập tức tỏ ra nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Cô gái bí ẩn cuối cùng cũng xuất hiện. Tất cả mọi người bên dưới đều nhìn vào cô gái váy trắng. Lâm Tòng Vân ở bên cạnh vội vàng đi đến trước mặt cô gái váy trắng, sau đó thi lễ, bái kiến tiền bối. Cô gái váy trắng không để ý tới ai cả, nàng ấy cứ thế nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt hờ hững, nhưng dần dần ánh mắt nàng ấy trở nên dịu dàng. Một lát sau, nàng ấy nhẹ giọng bảo, là ngươi. Hiển nhiên nàng ấy đã xác định. Diệp Huyên chỉ vào cách đó không xa, một hồn phách đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Chính là hồn phách của Việt Kỳ. Diệp Huyên hỏi, người có thể cứu nàng ấy không? Cô gái váy trắng nhìn sang Việt Kỳ, lúc này Lâm Tòng Vân cách đó không xa bỗng cười khổ, Diệp Tiểu Hữu, thân thể nàng đã vỡ nát. Mặc dù giữ được hồn phách, nhưng hồn phách này là hư ảo, ý thức đã biến mất, dấu ấn sinh mệnh của nàng không còn nữa, cho nên. Y nói tới đây thì dừng lại. Diệp Huyên không nói lời nào mà chỉ nhìn cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, nàng sống hay chết không liên quan gì đến ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ấy vì cứu ta nên mới chết. Cô gái váy trắng nghe vậy bèn quay đầu nhìn hồn phách của Việt Kỳ ở phía xa. Sau nháy mắt yên lặng, tay phải nàng ấy nhẹ nhàng giơ lên, hồn phách của Việt Kỳ lập tức bay vào lòng bàn tay nàng ấy. Nàng ấy nhìn Việt Kỳ trong lòng bàn tay mình, mặt không cảm xúc ngưng. Dứt lời, rất nhiều đốm sáng xung quanh đột nhiên hội tụ vào trong tay nàng ấy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tòng Vân cách đó không xa hoảng sợ lùi lại mấy bước. Mỗi người đều có dấu ấn sinh mệnh của riêng mình. Khi dấu ấn sinh mệnh bị vỡ nát thì có nghĩa là người đó đã chết. Nhưng bây giờ cô gái váy trắng lại cưỡng ép ngưng tụ dấu ấn sinh mệnh đã vỡ nát này. Đây đã không còn là thủ đoạn của con người nữa. Sau khi cô gái váy trắng ngưng tụ hồn phách của Việt Kỳ, nàng ấy nhẹ nhàng đè tay phải lên ngực Diệp Huyên, hồn phách kia lập tức tiến vào tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục, một tia kiếm quang bao bọc lấy hồn phách của Việt Kỳ. Có tia kiếm quang này bảo hộ có thể nói là vạn tà bất xâm. Trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi tò mò nhìn hồn phách của Việt Kỳ, nhưng ngay sau đó cô bé vừa nhìn thấy cô gái váy trắng bên ngoài tháp giới ngục, mắt bé sáng rực lên. Bên ngoài tháp giới ngục, cô gái váy trắng nhìn ngực Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng nàng ấy hỏi, nàng làm thế để trấn áp tháp kia, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái váy trắng im lặng một lúc rồi nói, người có biết tháp này là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy trắng khẽ gật đầu, không biết cũng tốt, bây giờ người biết cũng không có nhiều ý nghĩa. Nói xong, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, tháp này không phải vật phàm, nó nằm trong tay ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Có điều, nếu nó đã thuộc về ngươi thì cũng không cần trốn tránh. Diệp Huyên gật đầu, vâng. Cô gái váy trắng nhìn lướt qua xung quanh, tất cả họ đều là người muốn giết ngươi. Diệp Huyên gật đầu, phải. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, lạnh nhạt hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó trả lời, là do ta quá xuất sắc nên bị người khác đố kỵ. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng mặt dày thật đấy. Tả hộ pháp của liên minh hộ giới ở bên kia chợt lên tiếng, có lẽ cô chính là vị kiếm tiên sau lưng Diệp Huyên. Lão phu cứ tưởng cô sẽ không xuất hiện, cô. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tòa tháp giữa lông mày của ngươi là vật đứng đầu bảng treo thưởng của tinh tế. Bảng treo thưởng của tinh tế. Nghe thấy lời người đàn ông tóc trắng, mặt Lục tôn chủ biến sắc, y nhìn Diệp Huyên, tiểu hữu, thứ đó của ngươi. Diệp Huyên cười khổ, ta cũng không biết nó là gì. Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, nếu thật sự là vật thuộc bảng treo thưởng của tinh tế, tiểu hữu phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì những vật có thể nằm trong bảng treo thưởng này đều là bảo vật trên đời. Nếu vật này của tiểu hữu xếp hạng nhất, nếu việc này truyền ra ngoài, tiểu hữu. Nói tới đây, y như nghĩ đến gì đó, y nhìn sang cô gái váy trắng rồi không nói nữa. Chương 682, ta cho ngươi nói chưa? Có cô gái váy trắng ở cạnh Diệp Huyên thì sẽ không có vấn đề gì. Diệp Huyên thì cười khổ, sao hắn có thể không hiểu ý của Lâm Tòng Vân? Hôm nay tháp giới ngục bị lộ, sau này e rằng hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Người đàn ông tóc trắng trên không trung nhìn Diệp Huyên, không ngờ ngươi lại có bảo vật này. Thế thì được lợi cho ta rồi. Được lợi cho ngươi, cô gái váy trắng nhìn về phía người đàn ông tóc trắng, ngươi là cái thá gì? Nghe thấy lời cô gái váy trắng, tất cả mọi người sửng sốt, không ngờ nàng ấy lại hỏi chủ thượng của liên minh hộ giới là cái thá gì. Trên không trung, người đàn ông tóc trắng nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, có vẻ như cô rất tự tin. Nói xong, ông ta chắp hai tay ra sau lưng, nhìn xuống cô gái váy trắng, nào, để ta nhìn xem, rốt cuộc là điều gì đã khiến cô tự tin như thế. Cô gái váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông tóc trắng. Nàng ấy nhìn ông ta, người yếu đến mức khiến ta không có ý định xuất kiếm. Dứt lời, nàng ấy giẫm nhẹ chân phải. Ầm. Trong mắt mọi người, người đàn ông tóc trắng lập tức lùi ra xa nghìn trượng. Thấy vậy, tất cả mọi người đờ người ra. Mà ở xa xa nghìn trượng, người đàn ông tóc trắng cũng có chút không thể tin được, vì giờ phút này thân thể ông ta đã nứt ra. Lúc này ông ta mới thật sự ý thức được sự đáng sợ của người trước mặt mình. Người đàn ông tóc trắng nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng, ông ta đang định nói thì cô gái váy trắng lại bỗng nhiên biến mất. Mặt người đàn ông tóc trắng biến sắc, ông ta trưởng mạnh về phía trước. Ầm ầm. Cả chân trời run rẩy dữ dội, lúc này có một bóng người văng ra ngoài. Chính là người đàn ông tóc trắng. Mà lúc này hai tay của ông ta đã biến mất. Thấy thế, đám người Lục Tôn chủ ở phía dưới lập tức tái mặt. Trên không trung, cô gái váy trắng bình tĩnh nhìn người đàn ông tóc trắng, ta không giết ngươi vì sợ ngươi không biết mình yếu cỡ nào, giờ ngươi đã biết chưa? Người đàn ông tóc trắng nhìn chằm chằm nàng ấy, rốt cuộc cô là ai? Cô gái váy trắng không trả lời, nàng ấy lại giẫm nhẹ chân phải. Người đàn ông tóc trắng ở phía xa thay đổi sắc mặt, ngay sau đó ông ta gào thét, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào ra khỏi cơ thể ông ta, nhưng lực lượng này vừa xuất hiện đã bật nát. Ầm. Trong mắt mọi người, người đàn ông tóc trắng lùi lại liên tục. Trong lúc lùi lại, cơ thể ông ta nứt toác ra từng tấc một. Cơ thể người đàn ông tóc trắng đã biến mất ở cách đó vài trăm trượng, chỉ còn lại linh hồn. Cô gái váy trắng nhìn ông ta, biết mình yếu cỡ nào chưa? Trong mắt người đàn ông tóc trắng có chút mờ mịt, hiển nhiên sức mạnh của cô gái váy trắng vượt xa dự liệu của ông ta. Cô gái váy trắng cũng không lập tức giết chết người đàn ông tóc trắng. Nàng ấy bước chậm rãi về phía người đàn ông tóc trắng, lúc này ông ta cũng nhìn nàng ấy, sau đó ông ta xòe lòng bàn tay, một đốm sáng phóng lên trời, bay thẳng đến chỗ sâu trong tinh không mênh mông. Cô gái váy trắng dừng bước, nàng ấy liếc nhìn tinh không ở phía chân trời, hờ hững nói cuối cùng cũng gọi người à. Vẻ mặt người đàn ông tóc trắng hơi khó coi, cô đang cố tình chờ ta gọi người. Cô gái váy trắng mặt không chút cảm xúc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nghe cô gái váy trắng nói vậy, các cao thủ xung quanh thay đổi sắc mặt, một số người xoay người định đi. Lúc này mọi người đều biết liên minh hộ giới xong rồi. Giết Diệp Huyên. Hiện tại trong đầu họ đã không còn ý nghĩ này nữa, giờ họ chỉ muốn chạy trốn. Nhưng lúc này cô gái váy trắng cách đó không xa đột nhiên gập đầu ngón tay, một đốm kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở cuối chân trời. Vèo 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 vèo. Đầu của 6, 7 tên cao thủ ngự pháp cảnh chân chính văng ra ngoài. Lúc này trong tinh không, một hơi thở mạnh mẽ lặng lẽ ngưng tụ. Ngay sau đó một cái bóng hư ảo chợt xuất hiện trên bầu trời Thương Kiếm Tông. Cái bóng mờ kia còn chưa ngưng tụ thành thực thể, cô gái váy trắng đã vung tay phải lên, một tia kiếm quang chợt lóe từ phía chân trời. Bù! Cái bóng kia lập tức vỡ vụn. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong tinh không ở phía chân trời, quá yếu. Gọi người nào mạnh hơn đi. Chương 683, hôm nay người muốn giết hắn đều phải chết. Quá yếu. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này, dù là người đàn ông tóc trắng cũng hơi kinh hãi, bây giờ ông ta thật sự thấy sợ rồi. Vì ông ta không ngờ cô gái váy trắng trước mắt lại mạnh đến mức này. Đừng nói là ông ta không ngờ, mà vô số người xung quanh cũng thế, ngay cả Diệp Huyên cũng không ngờ cô gái váy trắng lại đáng sợ đến vậy. Vì hắn vẫn luôn không hiểu rõ thực lực của cô gái váy trắng.
Rốt cuộc cô gái váy trắng này mạnh đến mức nào, hắn cũng không biết. Đúng lúc này, sâu trong tinh không đột nhiên vang lên một giọng nói, các hạ là người phương nào, vì sao lại đến tinh vực Vị Ương? Cô gái váy trắng nhìn lên tinh không phía chân trời, người sắp chết, hỏi nhiều thế nào gì? Dứt lời, nàng ấy vung tay phải, gió xung quanh đột nhiên tập trung vào lòng bàn tay nàng ấy, chỉ chốc lát, một thanh kiếm như nước xuất hiện trong lòng bàn tay. Một giây sau, thanh kiếm phóng lên trời, chém thẳng vào tinh tế mênh mông. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ chỗ sâu trong tinh không nơi chân trời xa xôi, một cái đầu máu chảy đầm đìa chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Nơi nào đó trong tinh không vang lên giọng nói sợ hãi, nàng ta chính là cô gái bí ẩn điên cuồng xông vào tinh vực, nàng ta đã giết chết 20 mấy người duy trì trật tự tinh tế rồi, còn có 2 tinh quan tinh tế nữa. Là nàng ta, vì sao nàng ta lại đến tinh vực Vị Ương ta? Ngôn tình ngược. Nàng ta đi tới thanh thương giới, đó là địa bàn của liên minh hộ giới gây ra họa lớn rồi. Có cần nhúng tay vào không? Mỗi năm liên minh hộ giới này đều sẽ nộp lên một lượng lớn tử nguyên tinh. Nhúng tay vào kiểu gì? Đi chịu chết à? Người nọ xem thường tinh vực Vị Ương ta như vậy, chẳng lẽ mặc kệ nàng ta sao? Người này vừa nói đến đây, một tia kiếm quang đột nhiên vọt ra từ không gian trước mặt ông ta, ngay sau đó, đầu ông ta cứ thế bay ra ngoài. Một người khác ở bên cạnh người này sững sờ, sau đó vội cúi người, tiền bối tự nhiên, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của liên minh hộ giới. Nói xong, ông ta lại cúi người một lần nữa. Sau một hồi yên tĩnh, một giọng nói đột nhiên vang lên trước mặt ông ta, cút. Người kia vội vàng xoay người biến mất. Thanh thương giới. Cô gái váy trắng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người đàn ông tóc trắng cách đó không xa, người đàn ông tóc trắng đã là linh hồn nhìn chằm chằm nàng ấy, đang muốn lên tiếng, đúng lúc này, một tia kiếm quang đã xuyên thủng qua từ giữa lông mày của ông ta. Người đàn ông tóc trắng bị thanh kiếm kia nhắm thẳng vào, không thể nhúc nhích, mà thanh kiếm kia tựa như có sức mạnh kỳ lạ gì đó, đang không ngừng nuốt chửng ông ta. Người đàn ông tóc trắng hoảng sợ nói, ngươi làm gì thế? Cô gái váy trắng khẽ vẫy tay, cơ thể của người đàn ông tóc trắng đột nhiên biến thành một quầng sáng trắng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng ấy. Một giây sau, nàng ấy xoay người chỉ Diệp Huyên một cái, quầng sáng trắng kia bay thẳng vào giữa lông mày Diệp Huyên. Gì thế? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, linh hồn của ngươi khá yếu, cái này để bồi bổ cho ngươi. Diệp Huyên. Sau khi quầng sáng trước kia đi vào người, Diệp Huyên lập tức cảm thấy một sức mạnh cường đại tiến vào trong người mình, sau đó cả người bắt đầu run lên. Nuốt chửng linh hồn. Lâm Tòng Vân cách đó không xa hơi hâm mộ nhìn Diệp Huyên, người đàn ông tóc trắng này có thực lực mạnh mẽ như thế, linh hồn của ông ta sẽ đáng sợ đến mức nào. Diệp Huyên nuốt chửng linh hồn của người đàn ông tóc trắng, có thể tưởng tượng được linh hồn của Diệp Huyên sẽ được bao nhiêu. Đúng lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên xoay người nhìn xung quanh, thấy nàng ấy nhìn tới, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi, vội vàng lùi về sau. Lục tôn chủ cách đó không xa bước ra, gã ta hơi cúi người, tiền bối, chúng ta bằng lòng. Còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm đã xuyên thủng cổ họng của gã ta. Cô gái váy trắng chỉ vào thanh kiếm bên phải, sau đó nói ta. Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Chỉ vào 2 thanh kiếm khác. Cô gái váy trắng nhẹ giọng đáp, 2 người bạn cũ. Nói xong, nàng ấy đi đến tầng 2 cùng Tiểu Linh Nhi, trong tầng 2, quanh người đại thần tầng 2 đang phát ra một sức mạnh cường đại. Cô gái váy trắng đè nhẹ tay phải xuống, nguồn sức mạnh xung quanh đại thần tầng 2 lập tức chảy vào trong người nàng ta. Một lát sau, đại thần tầng 2 mở mắt ra, nàng ta nhìn về phía cô gái váy trắng. Nhẹ giọng nói cảm ơn. Chương 684, ngươi dám. Cô gái váy trắng nói, lúc trước ta từng hứa với ngươi. Đại thần tầng 2 gật đầu, không nói gì. Cô gái váy trắng nhìn đại thần tầng 2, ngươi tự do rồi. Đại thần tầng 2 gật đầu, lập tức muốn rời đi, mà lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên nói, có lẽ ngươi hiểu cái tháp này. Đại thần tầng 2 do dự, sau đó đáp hiểu một chút.
Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, thứ này không đơn giản, nằm trong người hắn, dù đại diện cho vô số phiền phức, nhưng cũng là một cơ duyên vô cùng lớn, người hiểu ý ta chứ? Đại thần tầng 2 im lặng. Cô gái váy trắng lại nói, với năng lực của ngươi, nhiều nhất lên một tầng nữa đã là giới hạn rồi, nếu ngươi ở lại trong tháp này, sau này có thể có rất nhiều khả năng nhờ vào nó. Đương nhiên tất cả đều theo lựa chọn của ngươi. Đại thần tầng 2 nhìn cô gái váy trắng, có ngươi ở đây, hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Cô gái váy trắng lắc đầu, đây không phải bản thể của ta, hơn nữa, phòng ấn của tháp này. Vẻ mặt của đại thần tầng 2 cũng hơi nghiêm túc, vì trước đó Diệp Huyên cố sử dụng cái tháp này, phòng ấn trong tháp có thể nói là sắp tan nát rồi. Đại thần tầng 2 nặng nề nói, ngươi có thể giải quyết bọn họ luôn mà, không phải sao? Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu, tháp này đã liên kết với thần hồn của hắn, bọn họ cùng sống cùng chết, nếu giết người trong tháp, phòng ấn chắc chắn sẽ vỡ nát, nếu phòng ấn mạnh mẽ như thế bị vỡ, sẽ khiến hắn bị thương. Đại thần tầng 2 hiểu ra rồi. Cái cô gái váy trắng sợ không phải người trong tháp, mà là cái tháp này. Cô gái váy trắng nhìn về phía đại thần tầng 2, ngươi tự suy nghĩ đi. Nói xong, nàng ấy rời khỏi tháp. Ngoài tháp, Diệp Huyên còn đang không ngừng hấp thụ, khí thế xung quanh hắn ngày càng mạnh, mạnh đến mức hắn đã sắp không chịu nổi nữa. Nhìn thấy cảnh này, cô gái váy trắng đột nhiên đặt tay phải lên đầu Diệp Huyên, một giây sau, một tia kiếm ý rót vào người hắn, ngay sau đó, khí thế quanh người Diệp Huyên dần ổn định lại. Cô gái váy trắng rụt tay về, nhẹ giọng nói, linh hồn của ngươi đã được tăng cường rồi. Nhưng trong người còn tích lũy rất nhiều linh hồn chi lực và những năng lượng ngươi vừa mới hấp thu, ta đã trấn áp chúng nó trong người ngươi rồi, sau này ngươi cứ từ từ hấp thu. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Nói xong, hắn chậm rãi siết chặt hai tay, lúc này, hắn cảm thấy trong người mình tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là linh hồn của mình, vì bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được linh hồn của mình rồi. Nhưng hắn vẫn không hiểu rõ về linh hồn lắm. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, nhìn một hồi, vẻ mặt nàng ấy dần trở nên hơi phức tạp. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tiền bối, người đối xử với ta. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn xung quanh, một lát sau, nàng ấy lại nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, cái tháp trong người ngươi, ta rất lo lắng. Diệp Huyên hỏi với giọng điệu nặng nề, tiền bối, đây rốt cuộc là tháp gì vậy? Cô gái váy trắng lắc đầu, tháp này không phải thứ tầm thường. Cụ thể là cái gì, ta cũng không thể nhìn thấu được, lúc trước khi gặp nó trong tinh không, chỉ biết nó đang giam cầm cao thủ mạnh nhất ở khắp nơi trong thiên địa. Theo như ta đoán, có lẽ nó đến từ một thế giới nào đó. Nói đến đây, nàng ấy không nói nữa. Diệp Huyên vội hỏi, là thế giới nào? Cô gái váy trắng nói, bây giờ ngươi còn rất yếu, biết rõ một vài thứ không có lợi cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, người xem. Ta đã là kiếm tiên rồi, không còn yếu nữa. Cô gái váy trắng chỉ lên chân trời, người biết thế giới này rộng lớn bao nhiêu không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy trắng lại chỉ vào bụng Diệp Huyên, người có biết tồn tại bị giam giữ trong tháp mạnh đến mức nào không? Cô gái váy trắng lại nói, giết chết bọn họ cũng được, nhưng người cũng phải chết. Diệp Huyên ngây người, vì sao chứ? Cô gái váy trắng đáp. Bọn họ còn đang bị phong ấn vây khốn, cũng được phong ấn bảo vệ, nếu ta muốn giết bọn họ, nhất định phải cưỡng chế phá mở phong ấn, mà phong ấn và tháp này là một thể, ngươi và tháp này là một thể, phong ấn bị vỡ, tháp này bị ảnh hưởng, ngươi cũng sẽ chết. Nói đến đây, nàng ấy tiếp tục, cho nên, ta chỉ có thể phong ấn bọn họ thôi. Ngươi dám. Lúc này, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên từ trong tháp giới ngục. Trong nháy mắt, đầu Diệp Huyên như bị đánh mạnh một cái, hắn ngã thẳng xuống đất. Chương 685, một đám vô dụng. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên ngã xuống, một bàn tay đột nhiên đặt lên bả vai hắn. Tay của cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng nhìn bụng của Diệp Huyên, một giây sau, nàng ấy tiến thẳng vào trong người hắn. Mà lúc này, tháp giới ngục trong người Diệp Huyên đang khẽ rung. Sau khi cô gái váy trắng tiến vào, tháp giới ngục bình thường trở lại. Cô gái váy trắng đứng bên trên tháp giới ngục nhìn xuống, cười khẩy ta không dám ư.
nếu không vì hắn, ta đã giết chết ngươi rồi. Nói xong, nàng ấy giẫm nhẹ chân phải một cái. Ầm. Cả tháp giới ngục rung lên dữ dội. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên lập tức cảm thấy trời đất như quay cuồng. Trong tháp, cô gái váy trắng nhìn xuống tháp giới ngục, mặt không chút cảm xúc, một đám vô dụng. Giọng nói kia lại vang lên, nữ nhân, người kiêu ngạo cái gì, nếu không phải bị tháp này trấn áp mấy nghìn năm, một tay của bản tiên đã có thể tiêu diệt kẻ như ngươi rồi. Cô gái váy trắng phản biện, nếu không vô dụng sao có thể bị trấn áp. Nếu không vì sợ làm hại đến hắn, thì hôm nay ta đã tiêu diệt các ngươi rồi. Nói xong, nàng ấy lập tức rời khỏi tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục có tiếng gào thét không ngừng vang lên, nữ nhân đáng chết, sau này ngày bản tiên ra khỏi tháp chính là ngày ngươi và tên run rế này mất mạng. Bên ngoài tháp giới ngục, mặt Diệp Huyên đen lại, tên run rế. Đây là đang nói mình sao? Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, cảm nhận được rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái hỏi, có cảm nghĩ gì? Diệp Huyên cười khổ, không có cảm nghĩ gì cả. Cô gái váy trắng nói, đi theo ta một lát. Nói xong, nàng ấy xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên đi theo. Cô gái váy trắng bước chậm trên đường, nàng ấy không nói gì, cứ lẳng lặng bước đi như thế, Diệp Huyên cũng không nói gì. Hai người đi dọc bên bờ sông. Một lúc lâu sau đó, cô gái váy trắng ngồi trên một tảng đá, còn Diệp Huyên thì đứng yên bên cạnh nàng ấy. Cô gái váy trắng nhìn lên chân trời phía xa, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biết ta đã tìm ngươi bao lâu rồi không? Diệp Huyên hơi sửng sốt, tìm ta. Cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt nàng ấy hiện lên vẻ lo lắng, trong người ngươi có báu vật, thực lực lại yếu, bản thể của ta thật sự cách giới này quá xa, có lẽ không phải ở vũ trụ này. Nói đến đây, nàng ấy khẽ lắc đầu, hơn nữa cái tháp này của ngươi cũng là thứ không tầm thường. Nếu những tồn tại trong tháp ra ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyên cười khổ, tình huống của ta đúng là tệ thật. Cô gái váy trắng đứng dậy, nàng ấy mở lòng bàn tay ra, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra ngoài, kiếm quang bay lên tinh không, sau đó biến mất ở sâu trong tinh không. Đó là... Diệp Huyên hơi khó hiểu. Cô gái váy trắng nhẹ giọng nói, liên lạc với hai người quen cũ. Còn có bản thể và phân thân của ta, nếu bọn họ nhìn thấy tia kiếm quang này thì sẽ đến giải quyết nguy hiểm trong tháp giúp ngươi. Mà bản thể và phân thân cuối cùng của ta, ta đã không cảm nhận được nữa. Nói xong, vẻ mặt nàng ấy trở nên nghiêm túc, ngươi phải nhớ, cố gắng trở nên mạnh mẽ, tháp này là một cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng ta cũng có thể cảm giác được đây cũng là nhân quả, nếu ngươi không đủ thực lực thì sẽ không thể có được nó, hiểu không? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Trả lời rồi, hắn hơi do dự, sau đó hỏi, người phải đi rồi sao? Cô gái váy trắng cười khẽ, xem như là thế. Dứt lời, nàng ấy đột nhiên chỉ vào giữa lông mày của Diệp Huyên, trong nháy mắt, thanh kiếm bên phải trên đỉnh tháp giới ngục rung lên dữ dội, một giây sau, một tia kiếm quang chiếu xuống từ trên đỉnh tháp. Trong tháp vang lên một giọng nói điên cuồng, nữ nhân đáng chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể sao? Ngươi! Giọng nói trở nên yếu dần, mãi đến khi biến mất không còn tăm hơi. Bên ngoài tháp giới ngục, cơ thể của cô gái váy trắng lại dần trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên ngây người rồi vội nói, ngươi muốn biến thành kiếm khí trấn áp tháp này như lúc trước ư? Cô gái váy trắng gật đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, vì sao lại tốt với ta thế? Cô gái váy trắng chỉ cười không nói gì, cứ thế, thân thể nàng ấy dần trở nên mờ ảo. An Lan Tú lắc đầu, rời khỏi thanh thương giới. Diệp Huyên sửng sốt, rời khỏi thanh thương giới. An Tại Thiên ở bên cạnh An Lan Tú cười nói, trên thanh thương giới, cũng chính là trong tinh vực có một học viện tên là Học viện Đạo Nhất, là học viện tốt nhất của tinh vực Vị Ương chúng ta. Tiểu An nhận được lời mời, đây là một cơ hội tốt với con bé. Học viện Đạo Nhất. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta có thể đi không? An Tại Thiên cười đáp, với thiên phú của Tiểu Hữu, đương nhiên là có thể đi rồi. Chương 686, báo thù.
Diệp Huyên cười, được, nếu có cơ hội, ta cũng sẽ đi xem thử. An Tại Thiên cười khẽ, không nói gì. Đương nhiên ông ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Diệp Huyên và An Lan Tú, vì Diệp Huyên đủ xuất sắc. Hơn nữa rõ ràng phía sau Diệp Huyên còn có một thế lực lớn. An Lan Tú đứng trước Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng xoay người muốn rời đi. Lúc này, Diệp Huyên chợt cất lời, đợi đã. An Lan Tú xoay người, Diệp Huyên vội lấy một thanh trường thương ra đưa cho nàng, thanh trường thương này chính là thanh phần tấn kia. Bậc thiên thượng phẩm. Diệp Huyên nhếch miệng cười, tình cờ có được, cho cô đấy. An Lan Tú nhìn thanh trường thương này, nàng không từ chối, nhận lấy phần tấn nhẹ nhàng ngắm nghía, sau đó nhìn Diệp Huyên, một cây thương tốt. Diệp Huyên cười đáp, thích là tốt rồi. An Lan Tú gật đầu, thích. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyên, huyền môn đã cử Diệp Liên đến học viện đạo nhất rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. An Tại Thiên nhìn Diệp Huyên một cái, ông ta hơi do dự, sau đó nói, nếu tiểu hữu muốn tái tạo thân thể cho Việt Kỳ kiếm tiên thì tốt nhất nên đến học viện đạo nhất một chuyến, vì có lẽ nơi đó có thể tái tạo thân thể cho Việt Kỳ kiếm tiên. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, cảm ơn vì đã nhắc. An Tại Thiên cười khẽ tạm biệt. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Đi rồi. Học viện đạo nhất. Diệp Huyên thầm ghi nhớ cái học viện này. Diệp Huyên xoay người đi tới gần đó, Cố Tiểu Nhàn ngồi yên ở đó, hai mắt bà ấy vô thần, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên đi tới trước mặt Cố Tiểu Nhàn, nhẹ giọng nói, Cố sư thúc. Cố Tiểu Nhàn nhìn Diệp Huyên, bắt đầu từ bây giờ, người chính là tông chủ của Thương Kiếm Tông. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. Diệp Huyên vội hỏi, Cố sư thúc, người muốn rời khỏi Thương Kiếm Tông sao? Cố Tiểu Nhàn dừng bước, nhẹ giọng đáp, nơi này là nhà, ta muốn ở bên bọn họ. Nói xong, nàng ấy đi về phía xa. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó đi tới trước mặt Thương Huyền lắc đầu, nhẹ giọng nói, đều không còn nữa rồi. Diệp Huyên im lặng. Dù Thương Kiếm Tông thắng lợi, nhưng Thương Kiếm Tông lại có rất nhiều người không còn nữa. Trần Bắc Hàn, Kiếm Huyền, còn có cả Liên Bút Hiền, Chiến Thiết. Diệp Huyên đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó hắn nhìn một vòng xung quanh, truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử của Thương Kiếm Tông tập hợp. Diệp Huyên vừa dứt lời, đệ tử của Thương Kiếm Tông ở xung quanh lập tức tập trung lại, bây giờ Thương Kiếm Tông chỉ còn lại chưa tới 100 người. Chưa tới 100 người. Đây đã là những người cuối cùng của Thương Kiếm Tông rồi. Diệp Huyên nhìn mọi người, chuyện này đã kết thúc rồi sao? Mọi người nhìn Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên chân trời, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hôm nay chỉ cần là người thuộc thế lực đến tiêu diệt Thương Kiếm Tông ta thì đều đáng chết. Đi. Dứt lời, Diệp Huyên dẫn theo mọi người đi tới Bắc Hàn Tông. Khi Diệp Huyên dẫn theo chừng 100 đệ tử của Thương Kiếm Tông đến Bắc Hàn Tông, sắc mặt tất cả mọi người của Bắc Hàn Tông đều thay đổi. Rõ ràng bọn họ đã biết chuyện của Thương Kiếm Tông. Bên ngoài Bắc Hàn Tông, một bà lão đi tới trước mặt Diệp Huyên, bà ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Diệp Huyên, Bắc Hàn Tông ta. Đúng này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, một giây sau, đầu của bà lão kia đã bay ra ngoài. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, giết. Sau khi ra lệnh, hắn lập tức xông lên, mà 100 đệ tử Thương Kiếm Tông sau lưng hắn cũng bắt đầu tấn công. Báo thù. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía một đệ tử Thương Kiếm Tông ở bên cạnh, nếu chúng ta thua, bọn họ sẽ bỏ qua cho những đệ tử nhỏ tuổi của Thương Kiếm Tông ta sao? Đệ tử kia lắc đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nhưng chúng ta phải bỏ qua cho bọn họ. Mọi người nhìn Diệp Huyên, hắn nói, nhớ kỹ, chúng ta là người, không phải súc sinh. Nói xong, hắn chĩa kiếm vào những bé gái kia, rất nhiều người trong các ngươi có oán hận trong mắt, nhưng không sao, nếu sau này muốn báo thù, Thương Kiếm Tông ta hoan nghênh các ngươi. Nói xong, hắn dẫn theo người của Thương Kiếm Tông xoay người rời đi. Chương 687, nếu ông muốn chết thì cứ ra tay. Cứ như vậy, Diệp Huyên dẫn các đệ tử Thương Kiếm Tông rời khỏi Bắc Hàn Tông.
Đương nhiên lúc đi, toàn bộ tiền bạc và của cải của Bắc Hàn Tông đều đã được Diệp Huyên mang đi hết. Sau khi rời khỏi Bắc Hàn Tông, Diệp Huyên dẫn mọi người đi tới núi Hộ Giới. Liên minh Hộ Giới giờ đây đã không còn một bóng người. Trong điện Hộ Giới, Diệp Huyên nhìn xung quanh, hắn im lặng một lúc rất lâu mới bảo, mang đi tất cả mọi thứ. Sau nửa canh giờ, đám người Diệp Huyên rời khỏi Liên minh Hộ Giới, toàn bộ báu vật của Liên minh Hộ Giới đều đã được họ mang đi. Đám người Diệp Huyên cũng không trở lại Thương Kiếm Tông mà là đến tông môn tiếp theo. Càn quét. Không lâu sau, hễ là thế lực đến Thương Kiếm Tông giúp Liên minh Hộ Giới, tất cả đều lần lượt biến mất. Trả thù điên cuồng. Diệp Huyên dẫn các đệ tử Thương Kiếm Tông đi trả thù điên cuồng. Hầu hết cao thủ ngự pháp cảnh chân chính của những thế lực này đều đã bị cô gái bí ẩn giết chết, do đó không có một thế lực nào có thể chống lại đám người Diệp Huyên. Chẳng bao lâu sau, Diệp Huyên dẫn các đệ tử Thương Kiếm Tông đến một thế lực cuối cùng. Học viện Thương Lan, trên không trung học viện Thương Lan, một ông lão đang chắn trước mặt đám người Diệp Huyên. Người này chính là sư tôn của Kỷ Vẫn. Ông lão nhìn đám người Diệp Huyên với vẻ mặt hơi phức tạp, cậu có thể nể tình Tiểu Vẫn mà bỏ qua cho học viện Thương Lan không? Diệp Huyên lắc đầu, xin lỗi, lần này ta thay mặt cho Thương Kiếm Tông. Dứt lời, hắn ấn nhẹ tay phải, giết. Diệp Huyên vừa nói xong, tất cả đệ tử Thương Kiếm Tông đằng sau hắn đồng loạt lao về phía học viện Thương Lan. Ông lão trước mặt Diệp Huyên đổi sắc mặt, ông ta vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã chĩa giữa lông mày ông ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nếu ông muốn chết thì cứ ra tay. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói lời nào. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên dẫn các đệ tử Thương Kiếm Tông rời khỏi học viện Thương Lan. Ông lão đứng trên không trung nhìn đống thi thể ở dưới, trong mắt có chút xót xa. Trước đó khi học viện Thương Lan muốn đi giết Diệp Huyên, ông ta đã hết sức phản đối, nhưng Khâu Nguyên cho rằng Diệp Huyên chắc chắn sẽ thua. Một quyết định sai lầm, truyền thừa ngàn năm của học viện Thương Lan đã bị hủy hoại chỉ trong giây lát. Một lát sau, ông lão khẽ thở dài rồi quay lưng rời đi. Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên dẫn mọi người trở lại Thương Kiếm Tông. Sáu phong của Thương Kiếm Tông giờ đây đều đã sụp đổ, khắp nơi bừa bộn. Nhìn Thương Kiếm Tông ở phía trước, vẻ mặt của mọi người đứng sau lưng Diệp Huyên đều trở nên buồn bã. Nhiều người đã không còn ở đây nữa. Lúc này, Diệp Huyên nhẹ giọng bảo, kiểm lại nhân số, bố trí ổn thỏa cho những người đã chết. Một đệ tử Thương Kiếm Tông đằng sau hơi khom lưng tuân lệnh. Nói xong, hắn ta dẫn một nhóm người quay lưng rời đi. Diệp Huyên đi tới Vân Kiếm Phong trước đây, hiện tại nơi này chỉ còn lại một đống đổ nát. Diệp Huyên ngồi trên đống đổ nát, hắn cứ vậy mà ngồi, ngồi suốt cả đêm. Nhiều người đã ra đi. Trần Bắc Hàn, Kiếm Huyền, Liên Bút Hiền, Chiến Thiết. Còn có Việt Kỳ. Việt Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên vội vàng vào trong tháp giới ngục. Trong tháp, Diệp Huyên bước tới trước linh hồn của Việt Kỳ, lúc này linh hồn nàng ấy đang được một tia kiếm quang bao bọc. Tái tạo thân thể. Vấn đề của Việt Kỳ không chỉ đơn giản là cần tái tạo thân thể, còn cần chữa trị linh hồn. Mặc dù đây là một chuyện phiền phức, nhưng không sao cả, có hy vọng là tốt rồi. Học viện đạo nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Thanh Thương Giới, sau đó đến học viện đạo nhất. Để xây dựng lại Thương Kiếm Tông, thứ cần nhất là tiền. Bây giờ thứ Diệp Huyên hắn không bao giờ thiếu là tiền, có thể nói hiện tại hắn là người giàu nhất Thanh Thương Giới. Phải biết rằng những thế lực mà họ đi trả thù trước đó đều không phải thế lực bình thường, của cải kế thừa của các thế lực này đều nằm trong tay hắn. Các loại báu vật, linh thạch đã nhiều tới mức hắn đếm không hết. Diệp Huyên tìm vài dãy núi khác trong phạm vi của Thương Kiếm Tông, không lâu sau đó từng tòa đại điện lại đứng sừng sững trên những ngọn núi lớn này. Hắn nói xong, 100 người đứng lên, sau đó lặng lẽ đứng sang bên cạnh. Lúc này một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên từ phía xa, ngay sau đó một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khương Cửu, chương 688, rời khỏi Thanh Thương Giới.
Và giờ đây, 10 người này đã là ngự pháp cảnh. Ngự pháp cảnh. Thấy thế, trong lòng Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Khương Cửu bỗng cười hỏi, ngạc nhiên lắm phải không? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu quay đầu sang nhìn 10 người kia với vẻ mặt lạnh lẽo, còn không bái kiến viện trưởng. 10 người nhìn về phía Diệp Huyên, không ai nhúc nhích. Khương Cửu thấy vậy thì cau mày, lúc này Diệp Huyên cười nói, họ đã khác rồi. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất không còn bóng dáng, ngay sau đó. Bịch 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 bịch. Trong mắt mọi người, 10 người kia văng ra xa trăm trượng, mà 10 người đó giãy giụa dưới đất cả buổi mới từ từ bò dậy. Mọi người xung quanh thấy thế đều kinh hãi, đặc biệt là 10 người kia. Phải biết rằng giờ họ đã là ngự pháp cảnh, có thể nói họ là cao thủ đứng đầu Thanh Châu. Nhưng họ không ngờ mình lại không có sức đánh trả khi đứng trước Diệp Huyên. Trong lòng Khương Cửu cũng cực kỳ ngạc nhiên, nàng ấy biết thực lực của Diệp Huyên đã trở nên mạnh hơn, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Như nghĩ tới gì đó, nàng ấy quay đầu qua nhìn 10 người kia, còn không bái kiến viện trưởng. 10 người chậm rãi đứng lên, họ đang định thi lễ thì một luồng kiếm ý mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy họ, trong nháy mắt 10 người lập tức quỳ xuống đất. Diệp Huyên bước chậm tới trước mặt 10 người, thế nào, nếu ta không mạnh thì các ngươi không nhận ta nữa sao? 10 người mồ hôi đầm đìa, không nói lời nào. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm xuống. Ầm. 10 người nằm lăn ra đất. Đồng thời xương cốt của người nào cũng kêu cót két. Diệp Huyên lạnh nhạt hỏi, thành tựu mà các ngươi có ngày hôm nay từ đâu ra? Lúc này, một người trong số đó run rẩy đáp, là do viện trưởng ban tặng. Diệp Huyên mặt không chút cảm xúc, sau đó thì sao? Người kia vội vàng nói, chúng ta đã biết lỗi, xin viện trưởng thứ lỗi cho. Diệp Huyên lắc đầu, hắn xoay người sang nhìn Khương Cửu cách đó không xa. Thực lực của họ đã tiến bộ, nhưng ta không hài lòng lắm về nhân phẩm này, thế nên ta quyết định thu hồi tất cả mọi thứ của họ. Còn tu vi của họ, coi như ta tặng cho họ đi. Nói xong, hắn quay lại nhìn về phía 10 người, các ngươi tự do rồi. Nghe vậy, mặt 10 người kia biến sắc, họ vội vàng cầu xin nhưng Diệp Huyên đã quay lưng rời đi. Khương Cửu cách đó không xa nhìn 10 người với vẻ mặt hơi phức tạp, các người nghĩ mình đã tới ngự pháp cảnh đã là cao thủ mạnh nhất Thanh Châu. Các người nghĩ hắn cần dựa vào các ngươi, cần các ngươi hơn các ngươi cần hắn, cho nên các ngươi không còn kính trọng hắn như trước kia. Tiếc là các ngươi không ngờ hắn còn mạnh hơn các ngươi, mạnh đến mức các ngươi không theo kịp. Nàng ấy nói đến đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, từ hôm nay các ngươi đã tự do. Sau này sẽ không còn ai cung cấp tài nguyên tu luyện cho các ngươi, cũng sẽ không còn ai huấn luyện các ngươi. Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi. 10 người phía sau Khương Cửu lập tức tái mặt. Diệp Huyên gật đầu, lần này ta tới để đưa các cô đến Trung Thổ Thần Châu. Ở đó, mọi người có thể phát triển tốt hơn. Khương Cửu trầm giọng nói, vậy còn Thanh Châu? Diệp Huyên tiếp lời, đương nhiên không thể vứt bỏ. Để lại một số người ở đây để họ tiếp tục chiêu sinh. Khương Cửu nghĩ ngợi rồi gật đầu, cũng được. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó đi tới điện Anh Linh với Khương Cửu. Trong điện, Diệp Huyên bước đến trước linh vị của Kỷ Vẫn. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói, lão Kỷ, học viện Thương Lan sẽ nhanh chóng trở thành học viện lớn nhất Thanh Thương giới. Lúc này hắn khẽ cau mày, sau đó lấy ra một viên đá truyền âm. Một giọng nói vọng ra từ trong đó, cổ vu tộc đã xảy ra chuyện. Chương 689, Thiên Chủ. Cổ vu tộc đã xảy ra chuyện. Diệp Huyên cau mày, sau một lát yên lặng, hắn quay sang nhìn Khương Cửu, ta phải về Trung Thổ Thần Châu một chuyến, lát nữa cô dẫn các đệ tử của Học viện Thương Lan và Đạo Binh đến Trung Thổ Thần Châu. Khương Cửu gật đầu, nhẹ giọng bảo, cẩn thận. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cô cũng thế. Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, một cô gái đã đến Học viện Thương Lan. Cô gái này chính là Thác Bạt Ngạn, quốc chủ của Ninh Quốc. Sau khi biết Diệp Huyên đã đi, Thác Bạt Ngạn đứng yên tại chỗ một lúc rất lâu mới xoay người rời đi. Sau khi về Trung Thổ Thần Châu, Diệp Huyên lập tức chạy tới cổ vu tộc. Và khi hắn bước vào cổ vu tộc, mặt hắn lập tức biến sắc.
cả cổ vu tộc không còn một ai sống sót. Diệp Huyên vội vàng tìm kiếm xung quanh, hắn tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy vị Ương Thiên. Lúc này Thương Huyền xuất hiện phía sau lưng Diệp Huyên, ông ta nhìn đống thi thể trước mặt, trầm giọng nói cổ vu tộc đã bị diệt tộc. Vẻ mặt Diệp Huyên lạnh lẽo, người có biết là do ai làm không? Thương Huyền lắc đầu, không một tiếng động, có thể làm được điều này, ngoài liên minh hộ giới trước đó thì chỉ còn huyền môn. Liên minh hộ giới rõ ràng đã không có khả năng, về phần huyền môn, họ không có lý do gì phải ra tay với cổ vu tộc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, không phải họ vậy thì còn ai nữa? Thương Huyền liếc nhìn xung quanh, chẳng lẽ thanh thương giới còn thế lực bí ẩn nào khác? Nói tới đây, chính ông ta lại lắc đầu, không có khả năng lắm. Nếu có thế lực loại này thì không thể giấu giếm Thương Kiếm Tông ta và liên minh hộ giới. Nhưng nếu không phải thế lực của thanh thương giới, vậy thì có thể là thế lực bên ngoài thanh thương giới. Bên ngoài thanh thương giới. Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn vội vàng lấy ra một viên đá truyền âm, sau đó hắn bắt đầu liên lạc với vị Ương Thiên. Hồi lâu sau, một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong đó, ai? Không phải giọng của vị Ương Thiên. Diệp Huyên sa sầm mặt, ngươi là ai? Cô bé kia đang ở đâu? Bên kia im lặng một lúc, sau đó nói cút. Dứt lời, bên kia không còn động tĩnh gì nữa. Sắc mặt Diệp Huyên u ám một cách đáng sợ. Một lát sau, hắn chợt cảm thấy vị Ương Thiên sẽ không sao. Bởi vì cô bé này luôn rất bí ẩn, chắc chắn không phải người bình thường. Biến cố lần này rất có khả năng có liên quan đến cô bé. Một lát sau, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Thương Huyền sư thúc, người truyền lệnh xuống, giúp con tìm một người, cô bé tên là vị Ương Thiên. Thương Huyền khẽ gật đầu, được. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Đâu đó trong tinh không, 9 con rồng khổng lồ dài gần nghìn trượng kéo một chiếc xe rồng bay ngang qua, mỗi con rồng khổng lồ đều tỏa ra một luồng long uy hủy thiên diệt địa. Trên xe rồng có một cô bé đang ngồi xếp bằng. Nếu Diệp Huyên có ở đây, chắc chắn hắn sẽ vô cùng kinh ngạc, vì tên của cô bé này chính là vị Ương Thiên. Xung quanh còn có 30 người. Tất cả họ đều mặc trường bào trắng, cầm trường trượng màu đen trong tay, hơi thở của mỗi người đều sâu không lường được. Không biết qua bao lâu, vị Ương Thiên ngồi trên xe rồng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt cô bé có chút mờ mịt, nhưng từ từ trở nên rõ ràng. Một lát sau, cô bé như nghĩ đến điều gì, bèn quay đầu liếc nhìn một hướng nào đó. Lúc này, một người mặc áo bào trắng bên cạnh cô bé không xa bỗng nhiên kính cẩn thi lễ, thiên chủ có việc gì sao? Vị Ương Thiên rời mắt đi, nhẹ giọng đáp, chỉ là một tạp niệm trong luân hồi mà thôi. Người mặc áo bào trắng lại thi lễ, sau đó hỏi, có cần thuộc hạ chặt đứt thay thiên chủ không ạ? Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn người kia, cút. Người kia đổi sắc mặt, vội vàng kính cẩn lui qua một bên. Cứ như vậy, đoàn người đi sâu vào trong tinh không phía xa xa. Thời gian dần trôi qua, đoàn người đã biến mất hoàn toàn trong tinh không mênh mông. Thanh thương giới. Có thể nói Thương Kiếm Tông độc quyền ở thanh thương giới hiện nay, vì hiện tại ở thanh thương giới, ngoại trừ huyền môn đã không còn một thế lực nào có thể chống lại Thương Kiếm Tông. Mà huyền môn lại là một thế lực sống ẩn giật, do đó có thể nói Thương Kiếm Tông là người mạnh nhất thanh thương giới bây giờ. Khương Cửu đã dẫn đạo binh và học viên của Học viện Thương Lan đến Trung Thổ Thần Châu. Hiện tại tổng bộ Học viện Thương Lan nằm ở Vân Không Thành. Diệp Huyên gật đầu, ta còn rất nhiều việc cần làm, vậy nên nhiều nhất là vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi thanh thương giới. Đi đâu? Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Diệp Huyên cười đáp, học viện đạo nhất, hình như học viện này là học viện tốt nhất trong tinh vực của chúng ta. Các ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, sau này đến học viện này tìm ta, biết chưa? Lăng Hàn cười khổ, e rằng chúng ta không có khả năng đó. Diệp Huyên lắc đầu, thiên phú của các ngươi đều không tệ, thứ các ngươi còn thiếu chắc là tài nguyên. Ở học viện Thương Lan ta, các ngươi không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, có thể yên tâm tu luyện. Ta tin rằng không bao lâu nữa, các ngươi đều sẽ đạt tới ngự pháp cảnh chân chính. Lời này của hắn không phải khách sáo, vì thiên phú những người trước mặt này đều thật sự rất tốt, đặc biệt là Lăng Hàn và Lục Bán Trang.
Giờ hai người họ đã là ngự pháp cảnh đỉnh cao, cách ngự pháp cảnh chân chính chỉ còn nửa bước. Chương 690, rời đi. Ngoài ra, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch và Kỳ An Chi cũng vậy. Thiên phú của ba người này cũng không tệ, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, đạt tới ngự pháp cảnh chân chính hoàn toàn không thành vấn đề. Sau một ngày, sau khi Diệp Huyên đã bàn giao rõ ràng mọi việc, hắn quay trở lại Thương Kiếm Tông. Trong điện Thương Kiếm đã được xây dựng lại chỉ có ba người, Diệp Huyên, Thương Huyền và Cố Tiểu Nhàn. Thương Huyền nhìn Diệp Huyên, trầm giọng hỏi, sao cậu không chờ thêm vài năm nữa rồi hẳn tới học viện đạo nhất? Diệp Huyên lắc đầu, không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Hắn vẫn chưa quên lời dặn của cô gái váy trắng. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, vì hiện giờ tháp giới ngục tuy đã yên lặng, nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời. Hắn không thể dựa vào cô gái váy trắng mãi được. Ngoài ra hắn còn phải tái tạo thân thể cho Việt Kỳ, chuyện này cũng không thể trì hoãn. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Thương Huyền do dự một lúc rồi khẽ thở dài, nhưng giờ cậu là tông chủ của Thương Kiếm Tông ta. Diệp Huyên nói, ta muốn nhường vị trí tông chủ cho hai vị sư thúc. Thương Huyền vội vàng lắc đầu, không được, cậu là tông chủ do tông chủ bổ nhiệm. Ngoài cậu ra, không ai có thể làm tông chủ của Thương Kiếm Tông. Cố Tiểu Nhàn cũng gật đầu, giờ ngươi chính là tông chủ Thương Kiếm Tông. Dù ngươi có đến học viện đạo nhất, ngươi cũng là tông chủ Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, Cố Tiểu Nhàn đã nhìn hắn, đây là trách nhiệm của ngươi, không cần nhiều lời nữa, hiểu chưa? Diệp Huyên cười khổ, sau đó gật đầu, vâng. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, khi nào thì đi? Diệp Huyên cười đáp, con đã giải quyết gần xong việc rồi, mai con sẽ đi ngay. Cố Tiểu Nhàn nhìn Diệp Huyên, nhớ đưa nàng ấy trở về. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, nhất định. Đến tối, Diệp Huyên rời khỏi Thương Kiếm Tông. Hắn vẫn chưa đi mà về Thanh Châu. Hắn còn một người muốn gặp. Trong tẩm cung của Thác Bạt Ngạn, Ninh Quốc. Thác Bạt Ngạn đang phê duyệt tấu chương đột nhiên ngẩng đầu lên. Phía trước nàng ta không xa có một người đàn ông đang đứng, người này chính là Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn rời mắt đi rồi tiếp tục phê duyệt. Diệp Huyên bước tới trước mặt Thác Bạt Ngạn, ta sắp rời khỏi Thanh Thương giới. Tay Thác Bạt Ngạn khẽ run, nàng ta không ngẩng lên mà tiếp tục nhìn vào tấu chương. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó quay lưng rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn lập tức biến mất trong điện mà không gây ra một tiếng động. Thác Bạt Ngạn chợt ngẩng đầu lên, khi thấy trong điện không có ai, nàng ta lập tức sững sờ. Ngay sau đó nàng ta đứng dậy đi ra ngoài điện, bên ngoài cũng trống rỗng, không có gì cả. Thác Bạt Ngạn lặng người hồi lâu, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai nàng ta, đang tìm ta sao? Là giọng của Diệp Huyên. Thác Bạt Ngạn tựa vào lòng Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, chàng phải đi ư? Diệp Huyên gật đầu, ta phải rời khỏi Thanh Thương giới. Thác Bạt Ngạn hỏi, chàng có trở về không? Diệp Huyên trả lời, có. Khi nào? Ta không biết. Thác Bạt Ngạn im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, nàng muốn đi với ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, chỉ cần chàng trở về là được rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, ta sẽ trở về. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên sắp đi thì Thác Bạt Ngạn đột nhiên bảo, tối nay chàng ở lại đây đi. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cong môi cười, ừm. Một đêm nóng bỏng. Lúc này một chiếc thuyền tinh vân bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không xa xăm, tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phía trước thuyền tinh vân của Diệp Huyên. Một người đàn ông trung niên bay ra khỏi chiếc thuyền đó, ông ta nhìn xuống Diệp Huyên, người đến từ Thanh Thương giới phải không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Các hạ là. Chương 691, ừ, lỗi tại ta hết. Bảng treo thưởng tinh tế. Nhận ra tin tức về tháp giới ngục đã được truyền ra ngoài, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Người đàn ông trung niên bỗng lên tiếng, vẻ mặt ngươi thay đổi khá kỳ lạ khi ta nhắc đến tên Diệp Huyên, ngươi quen biết hắn sao? Hay ngươi chính là hắn? Diệp Huyên ngẩng lên nhìn, ngươi thấy ta giống Diệp Huyên lắm sao? Gã ta bèn chăm chú nhìn hắn, theo tin đồn, tên kia là một kiếm tu đã đến đẳng cấp kiếm tiên. Ta có thể cảm nhận được kiếm ý trên người ngươi,
ngươi cũng là kiếm tu, đúng chứ? Diệp Huyên nhoẻn cười, chính xác. Đối phương lập tức nheo, vậy, ngươi chính là Diệp Huyên. Hắn gật đầu, đúng luôn. Lời thừa nhận của hắn khiến gã đàn ông nhếch mép, xem ra ta may mắn thật. Diệp Huyên cũng cười theo, vậy ngươi tính thế nào đây? Nụ cười trên môi gã đàn ông đã lan ra đến mang tai, ngươi đoán xem. Diệp Huyên giả đò nghĩ ngợi, cướp đồ rồi giết người diệt khẩu. Gã đàn ông hơi ngẩn ra rồi cười phá lên, đoán đúng lắm. Một tiếng xoẹt vang lên bên tai Diệp Huyên khi gã ta biến mất, ngay sau đó là luồng uy áp khủng bố. Phá không cảnh. Nếu là trước kia, Diệp Huyên phải dùng hết sức bình sinh mới đối đầu được với cường giả cảnh giới này, nhưng sau khi hấp thu linh hồn của minh chủ liên minh hộ giới và những cường giả khác, cho dù phải đối đầu với cường giả phá không cảnh, hắn cũng tự tin mình sẽ chiến thắng. Kiếm rời vỏ, kiếm quang lóe lên rồi lại tra vào vỏ. Phụt. Đó là tiếng máu phun. Bốn bề lặng xuống. Diệp Huyên đã xuất hiện sau lưng gã đàn ông. Máu tươi không ngừng phụt ra từ cổ, gã đờ đẫn nhìn về trước, thẫn thờ lẩm bẩm, ngươi mạnh như vậy. Diệp Huyên bình thản lên tiếng, ừ, lỗi tại ta hết. Diệp Huyên lấy nhẫn xiển u ra. Không mất bao lâu đã hấp thu gã đàn ông kia. Hắn phát hiện chiếc nhẫn này không chỉ có thể hấp thu linh hồn và tinh thần lực mà còn cả năng lượng trong cơ thể nữa. Diệp Huyên tất nhiên sẽ không làm chuyện trái với đạo trời này để tu luyện, nhưng với những kẻ giáp tâm muốn diệt trừ hắn thì có tàn nhẫn đến đâu cũng không đủ. Một hồi sau, Diệp Huyên bước lên thuyền tinh vân, tiếp tục lên đường, tiện tay kiểm tra lại số lượng linh thạch và bảo vật hiện có. Linh thạch cực phẩm đã được đổi hết thành tử nguyên tinh, có khoảng 1 triệu viên. Phần lớn bảo vật và công pháp đều đã để lại cho Học viện Thương Lan và Thương Kiếm Tông, hiện giờ còn giữ lại 4 thanh thiên kiếm. Bảo vật dưới cấp thiên cũng đã được hắn để lại cho 2 nơi kia nên trong tay hắn hiện giờ chỉ giữ lại một số món tốt nhất, trong đó có tầm 13 món cấp thiên. Lấy theo giá thị trường hiện giờ, mấy chục ngàn viên tử nguyên tinh có thể mua được một món linh khí cấp thiên. Vậy hắn đã được xếp vào hàng vô cùng giàu có rồi. Về mặt tu vi, hắn hiện là kiếm tiên ở ngữ pháp cảnh chân chính đỉnh cao, một khi hoàn toàn hấp thụ được những cường giả kia, thực lực sẽ tăng lên thêm một khoảng lớn, có thể xem như cường giả đứng đầu thanh thương giới rồi. Nhưng Diệp Huyên biết rõ kẻ thù của hắn không phải người ở thanh thương giới mà là những kẻ thèm thuồng tháp giới ngục và những kẻ bên trong tháp. Hắn vẫn còn quá yếu so với những kẻ đó. Phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hắn vẫn còn nhớ khi cô gái váy trắng còn ở đây, bên trong tháp từng truyền ra một giọng nói luôn phản kháng nàng, hơn nữa còn tuyên bố muốn giết hắn. Nhưng đại thần tầng 2 lắc đầu, ở trên nữa, cụ thể tầng mấy thì không rõ. Ở trên nữa ư? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, bây giờ ta đã là chủ tháp, giết hắn được không? Nhận lại một câu trả lời lạnh lùng, ban ngày ban mặt. Nằm mơ làm gì? Diệp Huyên, chương 692, đón hắn trở về. Chỉ khi nào tháp này hoàn toàn khôi phục, ngươi lại chân chính làm chủ nó trong tay thì sinh mạng của tất cả sinh linh trong tháp mới do ngươi toàn quyền định đoạt. Diệp Huyên lắc đầu thở dài. Hắn không biết khi nào tháp giới ngục mới hoàn toàn khôi phục, cũng không biết khi nào mới có thể chân chính nắm giữ nó. Hắn chỉ biết những kẻ trong tháp và những người đang thèm khát tháp đều muốn hắn chết. Như đọc được suy nghĩ của hắn, đại thần tầng 2 lạnh lùng thốt lên, ngươi có biết có bao nhiêu người muốn lấy được cái tháp này không? Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có phải số mệnh ngươi cũng thay đổi sau khi có được nó không? Đúng rồi, Diệp Huyên nghĩ, nếu không nhờ tháp giới ngục, e rằng hắn và Diệp Liên đã phải trải qua một đời thê thảm. Tuy hắn đã bỏ ra không ít nỗ lực trong thời gian qua, nhưng nếu không nhờ cơ duyên với tháp, sẽ rất khó để hắn được như ngày hôm nay. Tháp này tuy đã bị nàng ta trấn áp nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không được tùy tiện khởi động nó, bằng không phong ấn sẽ vỡ, thần hồn ngươi cũng sẽ trọng thương. Mà một khi những tên kia thoát ra, điều đầu tiên chúng làm là giết ngươi cướp lấy bảo vật. Diệp Huyên khẽ khàng nói, xem ra ta đang mang theo một ngọn núi lửa trên người nhỉ. Tự biết chừng mực đi. Đại thần nhàn nhạt nói rồi nhắm mắt lại. Diệp Huyên hỏi sau một hồi do dự, này,
Khi nào thương thế của ngươi mới khá hơn? Nhưng thấy nàng ta không đáp, Diệp Huyên không hỏi lại nữa mà rời khỏi tháp giới ngục. Ở trong phòng, hắn ngồi nhắm mắt xếp bằng trên giường, nỗ lực củng cố cảnh giới. Hắn vừa đạt đến ngự pháp cảnh chân chính nên chưa hoàn toàn củng cố được, bằng không hắn đã có thể gọi kiếm đến tiếp tục đột phá. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời khỏi thanh thương giới, một nhóm mười mấy người do một người đàn ông trung niên dẫn đầu rầm rập kéo đến Thương Kiếm Tông. Họ vừa đến gần đã thấy Thương Huyền đã xuất hiện trước mặt, thấp giọng hỏi các người là. Người đi đầu nhàn nhạt nói, Diệp Huyên có ở đây không? Đôi mày Thương Huyền nhíu lại, các người tìm hắn. Thấy đối phương gật đầu, Thương Huyền trầm giọng nói, hắn đã không còn ở Thương Kiếm Tông nữa. Quả nhiên, người đàn ông trung niên cau mày, vậy hắn ở đâu? Thương Huyền không đáp mà chỉ nhìn cả nhóm một lượt, chư vị tìm hắn để làm gì? Gã đàn ông nhếch mép, hỏi chút chuyện. Thương Huyền khẽ gật, hắn đã rời khỏi thanh thương giới rồi, còn đi đâu thì ta không biết. Rời khỏi thanh thương giới ư? Câu trả lời này khiến gã đàn ông dẫn đầu càng nhíu mày sâu hơn, một hồi sau thì dẫn người đi mất. Một tia lo âu toát lên trong mắt Thương Huyền, bởi vì đây đã là nhóm người thứ 9 đến tìm Diệp Huyên, mà tất cả trong số họ đều đã đột phá phá không cảnh. Một hồi sau, ông ta chỉ đành rời đi với một tiếng thở dài. Nhóm người kia sau khi rời khỏi Thương Kiếm Tông thì cũng không lập tức rời khỏi thanh thương giới. Người đàn ông dẫn đầu liếc nhìn mười mấy người còn lại, bọn họ nhanh chóng tản đi rồi trở về sau một khoảng thời gian. Một lão già bước đến thưa, đã điều tra rõ, Diệp Huyên quả thật đã rời khỏi thanh thương giới. Gã đàn ông im lặng hồi lâu mới nói, phải tìm cho ra hắn, tuyệt đối không thể để rơi vào tay kẻ khác. Truyền lệnh xuống, tất cả dừng lại việc đang làm, tập trung truy tìm hắn. Trên người hắn có huyết mạch của gia tộc Độc Cô, ta đến đây để đón hắn về. Người áo đen lắc đầu rồi biến mất trước khi Thương Huyền kịp hỏi gì thêm. Hắn ta xuất hiện lại bên ngoài Thương Kiếm Tông, thở dài, đi rồi cũng tốt. Rồi như nghĩ đến gì đó, hắn ta nhíu mày, gia tộc biết hắn mang theo bảo vật trên người nhưng lại không biết sau lưng hắn có một cường giả. Hơn nữa tiểu thư vẫn còn bị nhốt ở vô gian luyện ngục, e rằng về sau sẽ có chuyện. Hắn ta im lặng một hồi lâu tại chỗ rồi lại lầm bầm, không được, phải tìm cho ra hắn, chỉ có hắn mới cứu được tiểu thư. Nói xong. Hắn ta biến mất ở cuối chân trời. Chương 693, Mục Đạo Nhất. Năm ngày sau, thuyền Tinh Vân Diệp Huyên ngồi dừng lại. Một giọng nói vang lên ngoài phòng của Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta đã đến Đạo Nhất Thành. Một lát sau, cửa phòng mở, Diệp Huyên đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyên, ông lão lập tức ngây người. Lúc này Diệp Huyên vẫn mang dáng vẻ ban đầu, nhưng trên người lại có một cảm giác khó tả. Ông ta không thể nói rõ cảm giác này, chỉ có thể cảm nhận được thôi. Diệp Huyên hỏi, đến rồi à? Ông lão lấy lại tinh thần, vội vàng nói, vẫn chưa đến, nhưng chúng ta đã đến Đạo Nhất Thành rồi, thành này là thành phụ thuộc Học viện Đạo Nhất, cách Học viện Đạo Nhất không xa. Còn nữa, người bình thường không thể tùy ý đến Học viện Đạo Nhất, chỉ người thông qua sát hạch mới có thể đi vào. Diệp Huyên lại hỏi, muốn đi vào Học viện Đạo Nhất cần đủ điều kiện gì? Ông lão cười đáp, cụ thể ta không biết, nhưng với thực lực của Diệp công tử, chắc chắn có thể tiến vào Học viện Đạo Nhất. Diệp Huyên cười khẽ, cái này thì chưa chắc. Ông lão cười nói, Diệp công tử khiêm tốn quá. Diệp Huyên cười cười, sau đó đi ra khỏi phòng cùng ông lão, trên thuyền Tinh Vân, Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong tinh không cuối tầm mắt có một tòa thành lớn đứng sừng sững. Tòa thành rất lớn, tựa như một con mãnh thú khổng lồ, đem lại cho mọi người một cảm giác vô cùng một ngạt. Lúc trước, hắn từng thấy Vạn Thú Thành và Vân Không Thành, hai tòa thành này có thể nói là tòa thành lớn nhất thanh thương giới. Đặc biệt là Vạn Thú Thành, lúc đó đã khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Mà bây giờ, hắn phát hiện hai tòa thành kia chẳng đáng là gì với Đạo Nhất Thành trước mắt cả. Tòa thành trước mắt đã không phải thứ sức người có thể dựng thành rồi. Ông lão bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu có biết lai lịch của Đạo Nhất Thành không? Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão cười, Đạo Nhất Thành này không đơn giản, nói đến Đạo Nhất Thành,
cũng không thể không nhắc đến một nhân vật, Mục Đạo Nhất. Mục Đạo Nhất? Diệp Huyên hỏi, là ai thế? Ông lão cười khẽ, Mục Đạo Nhất này là một nhân vật huyền thoại của tinh vực Vị Ương. Thiên phú của người này có thể nói là cực kỳ đáng sợ, 12 tuổi y đã đạt đến ngự pháp cảnh chân chính, đồng thời còn chứng đạo võ thần, gần như là võ thần trẻ tuổi nhất trước giờ của tinh vực Vị Ương này. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nghiêm túc. Ngự pháp cảnh chân chính 12 tuổi. Hơn nữa còn là một vị võ thần. Người như thế thật sự quá yêu nghiệt. Ông lão lại nói, ngoài ra, y còn thành lập một học viện đạo nhất, học viện này là học viện tốt nhất của tinh vực Vị Ương, cũng là một thế lực cách biệt của tinh vực Vị Ương. Đương nhiên, sở dĩ nó cách biệt là vì ngoài thế lực mạnh mẽ, còn có một điều là không tham gia vào bất kỳ một cuộc tranh giành nào ở ngoại giới. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, học viện đạo nhất này có thể nói là nơi tập trung vô số thiên tài đứng đầu tinh vực Vị Ương, không nói đến giới khác, kể cả người thuộc 5 vị trí đầu bảng võ của thanh thương giới chúng ta và một vài yêu nghiệt ẩn thế đều đã tiến vào học viện đạo nhất, vì vậy, học viện đạo nhất này còn có một biệt danh, đó là trại tập trung yêu nghiệt. Trại tập trung yêu nghiệt. Diệp Huyên gật đầu, cười nói, như vậy xem ra người trong học viện đạo nhất này đều không phải người bình thường nhỉ. Ông lão gật đầu, như nhớ đến điều gì, ông ta nghiêm mặt nói, Diệp công tử, trước khi ta đến, Nhất Lâu chủ bảo ta chuyển lời với Diệp công tử, chỉ có 2 loại người có thể tiến vào học viện đạo nhất, thứ nhất là bản thân xuất sắc, thứ hai là ngoài bản thân xuất sắc còn có thế lực siêu cấp chống lưng, như người của Liên Minh Hộ Giới và Huyền Môn. Ông lão đáp, Diệp công tử, đi đường cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, không nói thêm gì. Xoay người đi về phía đạo nhất thành ở xa xa. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đi tới trước cổng đạo nhất thành, cổng thành cao tới 10 mấy trượng, người đứng trước cổng thành nhỏ bé tựa như một con kiến vậy. Diệp Huyên tiến vào đạo nhất thành, trong thành rất phồn hoa, người cũng đông, đều là những tu sĩ. Nhưng vẫn may là chưa tới mức độ ở đâu cũng là cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, thậm chí còn không có một phá không cảnh nào. Rõ ràng cao thủ phá không cảnh rất hiếm có ở tinh vực Vị Ương này. Chương 694, ra tay đi. Diệp Huyên đi vào trong thành có một cái đài cao, trên đài cao có một cột trụ tròn rộng 10 mấy trượng. Cột kiểm tra. Diệp Huyên nghe ngóng sơ qua, bục tròn này là nơi học viện đạo nhất để lại để kiểm tra những người muốn gia nhập học viện đạo nhất. Bất cứ người nào cũng có thể đến đây kiểm tra. Chỉ cần đạt yêu cầu là sẽ có cơ hội tiến vào học viện đạo nhất. Trên bục tròn đã có rất nhiều người lần lượt kiểm tra, Diệp Huyên phát hiện cách kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần ra một đòn mạnh nhất về phía cột kiểm tra là được. Mà cột kiểm tra này chia thành 4 đoạn lần lượt đại diện cho 4 đẳng cấp, lần lượt là thiên đoạn, địa đoạn, huyền đoạn, nhân đoạn. Chỉ cần khiến phần nhân đoạn sáng lên là coi như đạt yêu cầu. Mà Diệp Huyên phát hiện, từ khi hắn đến đây đã có 30 mấy người đi kiểm tra, nhưng chẳng có một ai có thể khiến phần nhân đoạn sáng lên. Mà trong 30 người này, đa số đều khoảng 20 tuổi, hơn nữa cảnh giới thấp nhất cũng là ngự pháp cảnh. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Cao thủ ngự pháp cảnh cũng không thể khiến nhân đoạn của cột kiểm tra này sáng lên, vì vậy có thể thấy yêu cầu của học viện đạo nhất nghiêm ngặt đến mức nào, có thể nói là khắt khe. Ngự pháp cảnh 20 tuổi, nếu ở thanh thương giới đã coi như thiên tài đứng đầu rồi. Mà ở nơi này chỉ có thể coi là bình thường thôi. Chẳng mấy chốc, người đi kiểm tra dần ít đi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đi lên bục tròn, ở trước mặt hắn vẫn còn 3 người, 2 người phía trước nhanh chóng thất bại. Diệp Huyên đi tới trước bục, hắn suy nghĩ một lát, sau đó đánh một quyền lên cột kiểm tra. Cột kiểm tra vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên khá là ngạc nhiên, độ khó của cột kiểm tra này còn cao hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Cú đấm của hắn khi nãy có thể nói là tương đương với ngự pháp cảnh đỉnh cao rồi, nhưng cột kiểm tra này vẫn không nhúc nhích. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đang muốn lấy thanh kiếm của mình ra, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng hắn, người này sao không tự mình biết mình chút nào vậy? Diệp Huyên xoay người, có một cô gái đứng trước mặt hắn. Cô gái khoảng 18-19 tuổi, mặc váy xòe, vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng môi hơi mỏng, trông khá dữ.
Nhìn thấy Diệp Huyên xoay người, cô gái lạnh lùng nhìn hắn, chỉ là ngự pháp cảnh mà còn muốn tới kiểm tra, loại người như ngươi chính là ôm tâm lý cầu may. Diệp Huyên cười nói, cô đến đi. Nói xong, hắn đứng qua một bên. Cô gái không tiến lên, mà còn nói tiếp, làm người phải tự mình biết mình, một con người nếu chỉ mỗi việc đó cũng không biết chính là bị ngu đấy, có hiểu không? Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, sao cô nói nhảm nhiều thế? Nghe vậy, ánh mắt cô gái lập tức trở nên lạnh lẽo, ngươi lặp lại lần nữa xem. Diệp Huyên nói, ta nói xảo cô nói nhảm nhiều thế. Cô gái đột nhiên tiến lên một bước, một uy thế mạnh mẽ bao phủ về phía Diệp Huyên. Hơi thở ngự pháp cảnh chân chính. Diệp Huyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, không hề bị hơi thở kia của cô gái làm ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh này, cô gái cau mày, lạnh lùng quan sát Diệp Huyên, hóa ra là chưa sử dụng hết sức. Diệp Huyên lắc đầu, cô kiểm tra trước đi. Bây giờ hắn không có hứng thú dây dưa với một cô nhóc. Cô gái đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào hắn, ra tay đi. Nghe vậy, Diệp Huyên khó hiểu, ra tay. Cô gái cười khẩy, không phải ngươi giỏi lắm sao, ngươi ra tay đi. Thấy cảnh này, mọi người hít một hơi khí lạnh, phần nhân đoạn sáng lên, có nghĩa là đạt yêu cầu rồi. Nhưng đúng lúc này, huyền đoạn trên nhân đoạn lại sáng lên, nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Mà lúc này, địa đoạn trên huyền đoạn cũng sáng lên. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh trợn tròn mắt, trong mắt lộ vẻ khó tin. Ngay sau đó, thiên đoạn cao nhất trên cột kiểm tra cũng sáng lên luôn. Lúc này, xung quanh yên tĩnh như thể nghe được tiếng kim rơi. Chương 695, ta nhất định sẽ đến trước ngươi. Cô gái phía sau Diệp Huyên nhìn hắn với vẻ khó tin, một lát sau, nàng ta đột nhiên giận dữ nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nói xong, nàng ta lập tức xông về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi nhíu mày. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ phía xa, làm càn. Sau giọng nói này, một uy thế đột nhiên bao phủ lấy cô gái kia, cô gái lập tức bị ép dừng lại ngay tại chỗ. Lúc này, một ông lão xuất hiện trên bục, ông lão để một bộ râu dê dài đến ngực. Ông lão lạnh lùng nhìn cô gái, đây là nơi kiểm tra của học viện đạo nhất ta, là nơi ngươi có thể làm bậy à? Cô gái nhìn ông lão, hơi sợ hãi, lập tức vội hành lễ, bái kiến phong đạo sư. Ông lão không quan tâm đến cô gái, mà nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, quan sát Diệp Huyên một lúc, hỏi, kiếm tu. Diệp Huyên hơi cúi người, đúng thế. Ông lão lại hỏi, kiếm hoàng. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu. Theo hắn thấy, cái gì cũng phải giấu một chút thì tốt hơn. Nghe vậy, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít sâu. Kiếm hoàng. Kiếm hoàng trẻ tuổi như vậy, dù không tính là hàng đầu ở đạo nhất thành này, nhưng cũng có thể nói là vô cùng xuất sắc. Hơn nữa, bình thường sức chiến đấu của kiếm tu đều vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, ông lão gật đầu, kiếm hoàng chưa đến 20 tuổi, còn là ngự pháp cảnh chân chính, tạm chấp nhận được. Cậu đi theo ta. Nói xong, ông ta bèn muốn dẫn Diệp Huyên rời đi, mà lúc này, cô gái cách đó không xa cất lời, phong đạo sư, ta cũng muốn kiểm tra. Phong đạo sư nhìn về phía cô gái, vậy bắt đầu đi. Cô gái vội đi tới trước cột kiểm tra, nàng ta chắp hai tay đè lên bụng. Một dòng khí vô hình lập tức phát ra từ trong người nàng ta, một giây sau, nàng ta quát khẽ một tiếng, đánh một chưởng lên cột kiểm tra lập tức khẽ rung lên. Chẳng mấy chốc, trong ánh mắt của mọi người, nhân đoạn của cột kiểm tra sáng lên, mà còn chưa kết thúc, chưa đến nửa giây, địa đoạn cũng sáng lên, lúc mọi người ở đây cho rằng đã kết thúc thì thiên đoạn cũng sáng rực lên, nhưng lại nhanh chóng tắt đi. Nhìn thấy cảnh này, cô gái lập tức nở nụ cười. Nàng ta vội đứng ở một bên, sau đó nhìn phong đạo sư. Phong đạo sư hơi trầm ngâm, sau đó nói, đi cùng ta. Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô gái càng sán lạn hơn. Mà lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi lên bục, người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc áo vải bố, trên chân là đôi giày sắt, mỗi bước đi đều sẽ tạo thành âm thanh vang dội.
Người đàn ông đi thẳng đến trước cột kiểm tra, sau đó đấm ra một phát. Ầm. Trong nháy mắt, đỉnh của cột kiểm tra lập tức sáng rực lên. Thiên đoạn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều giật mình, nhìn về phía người đàn ông mặc áo vải bố bằng ánh mắt vô cùng tò mò. Phong đạo sư kia cũng hơi ngạc nhiên, ông ta quan sát người đàn ông mặc áo vải bố cậu là luyện thể. Người đàn ông gật đầu, phải. Phong đạo sư cười khẽ, có thể tu luyện thân thể đến trình độ thế này, hiếm thấy. Hiếm thấy, cậu đi cùng ta. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Ba người Diệp Huyên đi theo sau. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên tiến vào rừng, trong rừng rất yên tĩnh, mà nơi như thế này, càng yên tĩnh càng chứng minh chuyện càng không đơn giản. Diệp Huyên bước nhanh hơn, mà lúc này, cách không xa trước mặt hắn đột nhiên rung động, một lát sau, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện, yêu thú trông giống như trâu, cả người đen kịt, cao tới mấy trượng, tay chân như cột đình, cho người ta một cảm giác áp lực rất lớn. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn thả kiếm ý của mình ra, lúc cảm nhận được kiếm ý này, con yêu thú hơi sửng sốt, vẻ hung hăng trong mắt dần trở thành nghiêm túc, một lát sau, nó đột nhiên xoay người rời đi. Chương 696, không giúp, ta không giúp đấy. Phá không cảnh. Diệp Huyên cau mày, người này do học viện đạo nhất phái đến à? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Nghe vậy, Diệp Huyên càng nhíu chặt mày hơn, ông không phải người của học viện đạo nhất. Người đàn ông trung niên bước chậm về phía hắn, chúng ta vẫn luôn tìm ngươi, tìm rất vất vả. Diệp Huyên nặng nề nói, các người là ai? Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, ngươi không cần biết điều này, đưa cái tháp kia ra đây. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tháp giới ngục. Diệp Huyên dùng mình, ông đến vì cái tháp kia. Người đàn ông trung niên dừng bước lại, cười nói, tháp này chính là báu vật, nhưng ở trong người ngươi chính là tai họa với ngươi, ta là đang giúp ngươi, ngươi hiểu không? Diệp Huyên nặng nề nói, đưa cho ông sẽ bỏ qua cho ta sao? Người đàn ông gật đầu, đương nhiên, cái ta cần là tháp, chứ không phải mạng của ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, nơi này là học viện đạo nhất, các người không sợ trêu vào học viện đạo nhất à? Người đàn ông trung niên cười nói, nơi này chỉ nằm bên ngoài học viện đạo nhất, hơn nữa, ngươi nhìn xung quanh đi. Diệp Huyên quay đầu nhìn xung quanh, lúc này hắn phát hiện, phạm vi mấy chục trượng xung quanh hắn và người đàn ông trung niên đã trở nên mờ ảo, tựa như có gì đó chặn lại vậy. Người đàn ông trung niên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, còn muốn phản kháng à? Diệp Huyên lắc đầu, không phản kháng. Ông ta cười nói, vậy thì giao ra đây. Diệp Huyên gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, ông ta đã đưa tay lên đầu hắn. Diệp Huyên phản ứng rất nhanh, hắn giẫm chân phải một cái, lùi về sau mấy trượng, nhưng bàn tay của người đàn ông trung niên kia vẫn ở trên đầu hắn. Diệp Huyên hoảng hốt, không lùi thêm nữa, một tia kiếm ý phát ra từ trong người hắn. Sau một âm thanh nặng nề, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, lùi khoảng mười mấy trượng. Người đàn ông trung niên ở phía xa nhìn Diệp Huyên một cái, thực lực không tệ. Nói xong, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, không gian chỗ tay phải của ông ta lập tức nứt ra, sau đó, những năng lượng màu đen tập trung vào tay phải của ông ta, một giây sau, ông ta đột nhiên lao nhanh về phía Diệp Huyên. Không gian bên tay phải chỗ ông ta đi qua lại bắt đầu nứt ra. Ở cách đó không xa, vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hắn hơi suy nghĩ, ngay lập tức, một thanh kiếm hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Không gian chi kiếm. Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm, đâm về phía trước một nhát. Nhất kiếm định sinh tử. Một chiêu kiếm chém ra. Một bóng người bay ra ngoài. Chính là người đàn ông trung niên kia, sau khi bay hơn 30 trượng. Ông ta vỗ tay trái về phía sau, mượn lực lượng không gian dừng lại. Mà lúc này, tay phải của ông ta đã biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, may là không đánh giá thấp ngươi, nếu không chiêu kiếm khi nãy đã lấy mạng ta rồi.
Diệp Huyên cầm kiếm chậm rãi đi về phía ông ta, rốt cuộc ông là ai? Người đàn ông trung niên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên hoàn toàn thay đổi, ông ta đánh một chưởng về phía trước, một chưởng này xé rách không gian trước mặt ông ta, một sức mạnh cường đại từ trong không gian tập trung vào tay trái, sau đó phát ra từ lòng bàn tay của ông ta. Mà lúc này, thanh kiếm của Diệp Huyên đã đến. Người đàn ông trung niên vung tay trái ra, nguồn sức mạnh kia lập tức vỡ tan, cùng lúc đó, cả tay trái của ông ta cũng biến thành hư vô. Người đàn ông trung niên vừa định lùi về sau, thanh kiếm của Diệp Huyên đã chĩa vào giữa lông mày của ông ta. Kiếm được một khoản nhỏ. Diệp Huyên thầm thấy vui vẻ, nhanh chóng đi về phía xa. Khoảng nửa canh giờ sau, phía trước cách chỗ Diệp Huyên không xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Diệp Huyên tăng tốc, chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn thấy một người, cũng là cô gái lúc trước, lúc này, nàng ta đang bị ba con yêu thú vây công. Cô gái bị áp đảo hoàn toàn, trên người còn bị thương khắp nơi. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, giận dữ nói, còn không mau giúp đỡ. Diệp Huyên ngây người, sau đó cười hì hì, không giúp, không giúp, ta không giúp đấy. Chương 697, khiêm tốn, ta phải khiêm tốn, cô hiểu không? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô gái kia giận xanh cả mặt. Còn Diệp Huyên thì hoàn toàn chẳng để tâm đến nàng ta, xoay người đi về một hướng. Không phải hắn ích kỷ, mà là loại phụ nữ này không thể chiều theo được. Hắn từng gặp rất nhiều cô gái như thế rồi, đều là loại người bị người nhà chiều chuộng thành tự xem mình là trung tâm. Người như thế trước giờ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ nghĩ đến mình. Diệp Huyên đi không bao lâu thì đột nhiên dừng lại, lúc này, một bóng người xinh đẹp xông đến trước mặt hắn, chính là cô gái khi nãy. Trên người nàng ta đầy vết thương, lúc này, nàng ta đang tức giận nhìn Diệp Huyên, như muốn giết chết hắn vậy. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, làm gì đấy? Cô gái giận dữ nói, người thấy chết không cứu. Diệp Huyên hơi cạn lời, đại tỷ, vì sao ta phải cứu cô? Cô quên rồi sao, trước đó cô còn muốn đánh ta đấy. Cô gái lạnh lùng quát, một đại nam nhân như ngươi sao lại nhỏ mọn thế? Nhỏ mọn, Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, không phải nhỏ mọn, mà là ta không thích cô hiểu chứ? Còn nữa, ta và cô không thù không oán, cô đừng có trêu vào ta nữa, thật đấy, sau khi đến đây, ta đã quyết định phải khiêm tốn rồi. Ta không muốn đến đâu cũng bị người ta đuổi giết, quá phiền lòng. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt cô gái, khiêm tốn, ta phải khiêm tốn, cô hiểu không? Từ sau khi ra khỏi Thanh Thành, hắn chưa từng sống yên ổn ngày nào. Vì thế, sau khi đến nơi này, hắn muốn khiêm tốn một chút. Mấy thứ phiền phức, có thể bớt một chuyện thì bớt một chuyện. Nghe Diệp Huyên nói thế, cô gái lạnh lùng nhìn hắn. Châm chọc khiêm tốn. Ngươi phách lối thử cho ta xem. Ngươi. Lúc này, cô gái nhanh chóng lùi xa trăm trượng. Khi nàng ta dừng lại, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa lông mày của nàng ta. Cô gái hơi sững sờ, đầu óc trống rỗng, nàng ta không ngờ mình còn không có sức để chống đỡ. Diệp Huyên nhếch miệng cười, còn trêu vào ta nữa, ta sẽ đánh chết cô. Nói xong, hắn cất kiếm, đi về phía xa. Cô gái đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Nửa canh giờ sau, Diệp Huyên xuyên qua rừng rậm, đi vào trong một hẻm núi, hai bên đều là núi cao chọc trời. Diệp Huyên đi một hồi, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lùi nhanh về sau, vừa mới tránh ra, một tảng đá lớn đã đập xuống vị trí ban đầu của hắn. Oanh! Xung quanh chấn động dữ dội. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại. Trên một tảng đá lớn ở ngọn núi bên phải có một con yêu thú giống người, có hai tay hai chân, nhưng đầu lại giống như trâu, mà cả người đều là lông thật dài. Yêu thú nhìn Diệp Huyên một cái, sau đó nó thả người nhảy thẳng tới trước mặt Diệp Huyên. Tốc độ của nó rất nhanh, tựa như một ngọn núi nhỏ đập tới. Lúc này, một hộp kiếm màu đen xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyên, một giây sau, một thanh phi kiếm bay ra từ trong hộp. Trên không trung, theo một tiếng nổ vang, con yêu thú này lùi lại mấy trăm trượng, nó vừa mới dừng lại,
dưới đất lập tức đổ nát. Một thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu nó. Con yêu thú kia nhìn trước ngực mình, trước ngực nó có một vết kiếm rất dài, da đã bị cắt đứt. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt yêu thú lập tức trở nên dữ tợn, một giây sau, nó đột nhiên dậm chân phải một cái, xông về phía Diệp Huyên ở phía xa, không gian không ngừng rung lên, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Huyên chỉ tay từ xa. Vụt! Một tia kiếm quang bay ra từ đầu ngón tay của hắn. Ở phía xa, con yêu thú kia siết chặt tay phải, đánh một quyền về phía trước, cú đấm này lập tức đánh vỡ tia kiếm quang kia của Diệp Huyên, nhưng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém lên nắm đấm của nó. Oanh! Yêu thú lùi nhanh về sau, lùi chừng mười mấy trượng, mà nó vừa mới dừng lại, lại một thanh kiếm chém lên đầu nó. Yêu thú trợn mắt, giẫm mạnh chân phải xuống đất, hai tay giơ lên trên. Ầm! Yêu thú ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, tay phải đánh một quyền xuống đất. Ầm! Mặt đất trước mặt nó lập tức nứt ra, một sức mạnh cường đại bao phủ lấy Diệp Huyên. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên lạnh lẽo, sau đó, hắn mở tay phải ra, vô số đại địa chi lực tập trung về phía hắn, trong nháy mắt, tay phải của hắn xuất hiện một thanh kiếm màu vàng. Đại địa chi kiếm. Đại địa chi kiếm Diệp Huyên cầm trong tay chém về phía trước. Chương 698, không cho, đánh chết ngươi. Ầm. Vô số đại địa chi lực bắn ra từ mũi kiếm của hắn, sức mạnh của một kiếm này thật sự có thể khai thiên liệt địa. Chiêu kiếm chém xuống, sức mạnh của yêu thú kia phát ra lập tức tan biến, cùng lúc đó, con yêu thú này liên tục lùi về sau hơn trăm trượng, sau khi dừng lại, cơ thể nó lập tức nứt ra, vô số máu tươi chảy xuống đầy đất theo nội tạng. Diệp Huyên đi tới trước thi thể của con yêu thú này, hắn đang muốn hấp thụ thi thể của nó, đúng lúc này, một giọng nói vang lên, để thi thể lại. Diệp Huyên xoay người, người đến chính là người đàn ông áo vải bố lúc trước. Diệp Huyên nhếch miệng cười, vì sao phải để lại? Người đàn ông nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta muốn. Diệp Huyên càng cười tươi hơn, lý do. Người đàn ông áo vải bố chậm rãi siết chặt tay phải, không cho, ta đánh chết ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, trong nháy mắt, vô số đại địa chi lực xông đến trước mặt người đàn ông áo vải bố. Diệp Huyên đến, kiếm cũng đến theo. Chiêu kiếm này không chỉ có đại địa chi lực, còn có kiếm ý thiện ác. Cảm nhận được uy lực của kiếm ý này, sắc mặt người đàn ông thay đổi, gã lùi chân phải về sau nửa bước, dậm chân xuống đất, tay phải đánh một quyền tới. Quyền và kiếm chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ động trời vang lên, cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi về sau. Người đó chính là người đàn ông áo vải bố. Người đàn ông lùi lại hơn trăm trượng, mà gã vừa dừng lại, một thanh kiếm lại chém về phía gã. Oanh. Người đàn ông áo vải bố lập tức lùi lại mười mấy trượng, gã vừa mới dừng lại, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra, cùng lúc đó, một thanh kiếm lặng lẽ chĩa vào giữa lông mày của gã, mà Diệp Huyên vẫn còn đứng cách đó mấy chục trượng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, có phải trông ta dễ bắt nạt lắm không? Người đàn ông áo vải bố nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người che giấu thực lực. Diệp Huyên đi tới trước mặt người đàn ông, hắn quan sát gã một hồi, người rất bình tĩnh, là có chỗ dựa sao? Người đàn ông áo vải bố nhìn thẳng vào Diệp Huyên, muốn giết cứ giết, sao phải nói nhảm nhiều thế? Diệp Huyên nhếch miệng cười, đúng lúc này, một âm thanh vang lên từ bên cạnh, dừng tay. Dứt lời, Diệp Huyên xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một ông lão đi ra. Cao thủ phá không cảnh. Ông lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thả hắn. Diệp Huyên cười nói, ông nói thả thì thả à, vậy chẳng phải ta sẽ mất mặt lắm sao? Ông lão híp mắt lại, trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Diệp Huyên cười nói, ta không biết. Ông lão chậm rãi siết chặt tay phải, lão phu cho cậu một cơ hội cuối, thả hắn, nếu không, cả đời này cậu cũng đừng hòng tiến vào học viện đạo nhất. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi, ông là người của học viện đạo nhất. Ông lão lạnh lùng nói, thả người. Diệp Huyên suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta phải nói chuyện rõ ràng,
là hắn. Đúng lúc này, ông lão chợt giận dữ nói, lão phu không muốn nghe cậu nói nhảm, mau thả người cho lão phu. Nói xong, lão ta bước về phía trước, một uy thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Huyên. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đâm thanh kiếm bên tay phải về phía trước. Phập! Giữa lông mày người đàn ông áo vải bố bị xuyên thủng. Máu tươi chảy xuống. Nhìn thấy cảnh này, ông lão hoàn toàn ngây dại. Người đàn ông ở trước mặt Diệp Huyên cũng trợn tròn mắt, trong mắt lộ vẻ khó tin, nhưng lại nhanh chóng trở thành hối hận. Gã biết mình gặp phải kẻ khó chơi rồi. Sở dĩ thấy hối hận là vì vốn dĩ không cần phát triển đến mức này. Đương nhiên gã cũng không ngờ sau khi ông lão xuất hiện, Diệp Huyên vẫn dám giết gã. Đây là chuyện gã không hề ngờ tới. Sau khi dừng lại, ông lão nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin, cậu. Rõ ràng lão ta không ngờ Diệp Huyên lại mạnh đến thế. Diệp Huyên ở phía xa nhẹ giọng nói, sao, đạo sư của học viện đạo nhất có thể tùy tiện ra tay với người tham gia sát hạch à? Ông lão giận dữ nói, cậu tự tiện giết người ở học viện đạo nhất ta là đạo sư của học viện, đương nhiên có quyền xử lý, cậu. Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời ông lão, sao hả, bây giờ muốn nói nhảm với ta à? Khi nãy ông đây muốn nói chuyện với ông, không phải ông và cháu mình rất kiêu ngạo, không muốn nghe sao? Bây giờ ông đây không muốn nói, cũng không muốn nghe nữa. Dứt lời, hắn xông về phía ông lão. Chương 699, Ngoại viện. Nhìn thấy Diệp Huyên ra tay, ông lão lập tức ngây người, một giây sau, sắc mặt lão ta trở nên cực kỳ lạnh lẽo, trong mắt dâng trào sát khí. Ông lão mở tay phải ra, không gian trước mặt lão ta lập tức nứt ra, sau đó, vô số năng lượng tối tập trung vào lòng bàn tay của lão ta. Dừng tay. Lúc này, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên trong không trung, sau đó, một bóng người xuất hiện ở giữa Diệp Huyên và ông lão. Người đến chính là Phong đạo sư. Diệp Huyên dừng lại, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong kiếm của hắn vẫn còn tồn tại, mà sức mạnh trong tay ông lão kia cũng không biến mất. Phong đạo sư nhìn hai người một cái, cuối cùng, ông ta nhìn về phía ông lão kia, Mục Xương huynh đang làm gì thế? Ông lão tên Mục Xương lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta làm gì, sao ngươi không hỏi hắn làm gì? Phong đạo sư khẽ nhíu mày, sau đó, ông ta quay đầu lại, khi thấy thi thể của người đàn ông áo vải bố cách đó không xa, ông ta lập tức xa sầm mặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cậu làm. Diệp Huyên gật đầu. Phong đạo sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao cậu lại làm thế? Diệp Huyên nói, trước đó ta giết chết một con yêu thú, hắn muốn cướp, ta không cho, hắn liền muốn đánh chết ta, vì thế nên ta đánh chết hắn. Nghe vậy, Phong đạo sư nhìn về phía thi thể gần đó. Nhìn thấy thi thể của yêu thú này, Phong đạo sư lại quay đầu nhìn Diệp Huyên, cậu giết. Diệp Huyên lại gật đầu. Phong đạo sư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, yêu thú này có cấp bậc ngự pháp cảnh chân chính, đây không đơn giản là ngự pháp cảnh chân chính, vì khi cùng cấp, yêu thú bình thường đều mạnh hơn loài người rất nhiều. Mà yêu thú như thế lại bị Diệp Huyên giết chết, hơn nữa, Diệp Huyên còn có thể giao thủ với Mục Xương mà không thua. Rõ ràng, Diệp Huyên che giấu thực lực. Lúc này, Mục Xương cách đó không xa lên tiếng, Phong cảnh, người định xử lý thế nào? Phong cảnh nhìn Mục Xương, nhẹ giọng nói, huynh cảm thấy nên làm thế nào? Mục Xương lạnh lùng đáp, đương nhiên phải lập tức xử tử hắn rồi. Vẻ mặt Phong cảnh không chút cảm xúc, Mục Xương, là cháu của huynh ra tay trước. Nghe vậy, vẻ mặt Mục Xương lập tức trở nên dữ tợn, Phong cảnh, người muốn bao che cho hắn sao? Phong cảnh lắc đầu, không phải bao che cho hắn, có lẽ huynh cũng biết quy định của chúng ta. Tham gia khảo hạch ở nơi này, sống chết tự chịu trách nhiệm. Cháu của huynh muốn giết người đoạt bảo, tiếc là thực lực của hắn không đủ, bị người ta giết người lại, cái này đâu thể trách người ta được. Mục Xương nhìn chằm chằm Phong cảnh, người được lắm, hãy đợi đó. Nói xong, lão ta lại nhìn sang Diệp Huyên, cả cậu nữa, lão phu không cần biết cậu là ai, nhưng ta nhất định sẽ giết chết cậu. Nói xong. Ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Ở vị trí ban đầu, Phong cảnh nhìn Diệp Huyên, sau hôm nay, có lẽ cậu sẽ gặp rất nhiều phiền phức đấy.
Diệp Huyên cười nói, không sao, phiền phức của ta vẫn luôn không ít. Phong Cảnh lắc đầu, người trẻ tuổi, làm chuyện gì cũng cần suy nghĩ rồi mới làm, chứ không phải chỉ biết đến chuyện trước mắt. Diệp Huyên gật đầu, lời của tiền bối, ta xin ghi nhớ. Phong Cảnh lắc đầu, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, lão phu đã biết cậu không phải một người yên phận, cậu phải nhớ, sau khi tiến vào học viện đạo nhất, nếu không sửa đổi tính cách của mình thì nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Diệp Huyên cười nói, ta không gây sự, nhưng ta cũng không thể ngăn người khác không trêu chọc mình được. Phong Cảnh nhẹ giọng nói, có đôi khi chịu ức hiếp cũng không phải một chuyện xấu. Đi theo ta. Nói xong, ông ta xoay người đi. Diệp Huyên nhún vai một cái, thu lấy thi thể của yêu thú ở cách đó không xa, sau đó đi theo Phong Cảnh. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của Phong Cảnh, Diệp Huyên đi xuyên qua từng dãy núi. Dọc trên đường đi, vẻ mặt của Diệp Huyên rất nghiêm túc. Vì hắn cảm nhận được một hơi thở mạnh mẽ từ trong dãy núi này, hơi thở này có hơi mịt mờ không rõ, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên được Phong Cảnh dẫn vào trong một hẻm núi lớn, hắn nhìn thấy một lâu đài rất lớn ở nơi sâu trong hẻm núi này, lâu đài được xây tựa núi, hai bên trái phải và phía sau đều là núi cao, không trung phía trên nó lơ lửng một cái dấu lớn mờ ảo. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, đó là học viện đạo nhất sao? Ông lão gật đầu, ngoại viện. Ngoại viện. Diệp Huyên nhìn Phong Cảnh, còn có nội viện nữa ư? Phong Cảnh gật đầu, đương nhiên rồi, nhưng người bình thường không thể vào nội viện này được. Câu nói này rất có hàm ý đó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn một vòng xung quanh vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn là được. Nói xong, hắn tìm một mảnh đất trống ngồi thiền. Tâm thần của Diệp Huyên đi vào người, trong tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi đã ngủ, còn đại thần tầng 2 thì không biết đang làm gì, cứ trốn mãi trong tầng thứ 2. Diệp Huyên đi đến tầng thứ 3, trong tầng 3 trống không. Chương 700, ta tên Hách Liên Tiên. Khí hỗn độn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên vội thu lại tâm thần, hắn vận chuyển hơi thở, khí hỗn độn kia nhanh chóng di chuyển quanh người hắn. Diệp Huyên tỉ mỉ cảm nhận cơ thể của mình, dần dần, hắn phát hiện cơ thể của mình có gì đó khác với trước đây. Nhưng rốt cuộc khác nhau ở đâu thì hắn lại không biết. Cảm nhận được khí hỗn độn trong người, Diệp Huyên biết khí hỗn độn này không hề đơn giản. Như nghĩ đến cái gì, hắn mở lòng bàn tay ra, khí hỗn độn kia xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khi khí hỗn độn này xuất hiện, linh khí xung quanh đột nhiên tập trung về phía hắn. Không chỉ ở xung quanh, lúc này, linh khí trong cả thiên địa đều trở nên khác thường. Nhận ra điều này, Diệp Huyên thầm thấy hoảng sợ, vội thu hồi khí hỗn độn kia. Không ngờ khí hỗn độn này lại có thể điều động linh khí thiên địa. Sau đó, Diệp Huyên khẽ nói, xem ra phải tìm thời gian nghiên cứu khí hỗn độn này mới được. Ngoài khí hỗn độn còn có một thứ nữa, đó chính là đạo tắc thứ hai. Đến bây giờ, hắn vẫn không biết rốt cuộc đạo tắc thứ hai là thứ gì, chỉ biết nó có liên quan đến giấc mơ. Đạo tắc này có thể im hơi lặng tiếng tiêu diệt toàn bộ xiển u tông, năng lực chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng đạo tắc này lại có linh trí của bản thân, nó hoàn toàn không để ý đến hắn. Vì thế, rất nhiều lần hắn muốn nghiên cứu cũng không nghiên cứu được, đối phương hoàn toàn không hiểu được. Bằng không, nếu đạo tắc thứ hai này ngưng tụ thành kiếm, năng lực của nó chắc chắn sẽ đáng sợ gấp 10 lần thuấn không nhất kiếm. Tiếc là đối phương không phối hợp, mà hắn cũng không dám ép, vì hắn không chắc có thể đối phó được đối phương. Bất chi bất giác, trời đã tối. Khi trời hoàn toàn tối lại, Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, hắn đi lên tường thành, mà lúc này, hắn phát hiện hai bên trái phải cách đó 10 trượng trên tường thành còn có hai người. Hai người đều là đàn ông, khoảng 20 tuổi, vẻ mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, mặt đất cách đó không xa đột nhiên chấn động, hình như có thứ gì đó đang đi về phía này. Là yêu thú. Diệp Huyên thầm đề phòng. Đương nhiên hắn sẽ không lơ là, bây giờ không phải ở thanh thương giới, chỗ này là nơi ngọa hổ tàng long chân chính, hắn phải cẩn thận hơn. Chẳng mấy chốc,
mười mấy con yêu thú đi tới dưới lâu đài, sau đó xông thẳng vào trong. Bây giờ, Diệp Huyên mới phát hiện cổng lớn của tòa lâu đài này đang mở. Lúc này, một con yêu thú trong đó nhảy lên tường thành, sau đó muốn tấn công hắn. Diệp Huyên suy nghĩ, thanh kiếm trong hộp kiếm sau lưng hắn bay ra. Ầm. Con yêu thú kia lập tức bị chém bay. Sau khi dừng lại, con yêu thú kia nhìn Diệp Huyên một cái, trong mắt lộ vẻ kiêng dè, nhưng nó không hề lùi bước mà còn tiếp tục xông về phía Diệp Huyên. Lần này, tốc độ của nó càng nhanh hơn, tựa như một tia chớp, mắt thường gần như không thể nhìn thấy. Mà Diệp Huyên thì có cảm giác như có một ngọn núi nhỏ đè xuống người mình. Diệp Huyên không dám khinh thường, giẫm chân phải một cái, nhảy lên khỏi mặt đất, sau đó chém một kiếm xuống dưới. Ầm. Sau một tiếng kêu rên, con yêu thú kia lập tức bị đánh bay, bay xa cả trăm trượng. Con yêu thú này vùng vẫy dưới đất, sau khi bò dậy, nó nhìn Diệp Huyên chằm chằm rồi xoay người bỏ chạy. Diệp Huyên ngây người, cứ thế chạy rồi à? Ngươi là kiếm tu. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía bên trái Diệp Huyên. Diệp Huyên xoay người nhìn lại, một cô gái đi về phía hắn, cô gái mặc váy dài bó sát, vòng eo rất nhỏ, hai bên hông còn treo hai thanh đoản kiếm. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, lúc này, một người đàn ông ở cách đó không xa đột nhiên bị đánh bay, hắn đang muốn ra tay giúp đỡ thì bị Hách Liên Tiên ngăn cản. Diệp Huyên khó hiểu nhìn Hách Liên Tiên. Nàng ta bình tĩnh nói, đây là sự lựa chọn của hắn, hắn có thể chọn rút lui bất cứ lúc nào, nhưng hắn không làm thế, vì hắn biết nếu mình làm thế, cả đời này cũng khó tiến thêm nửa bước. Mà nếu như ngươi ra tay, cũng chẳng khác gì phá hoại tâm cảnh của hắn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, đang định lên tiếng thì vào lúc này, ba con yêu thú đột nhiên xông vào trong thành, còn đều nhắm vào Diệp Huyên. Mục tiêu rất rõ ràng. Hơn nữa ba con yêu thú này đều không phải ngự pháp cảnh chân chính, mà là cấp bậc phá không cảnh. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.